Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Tập 104. Ông lão cầm gậy trúc hơi nhíu mày, lão ta không dám coi thường, nhẹ nhàng xoay tay phải, trong nháy mắt, không gian xung quanh lão ta lập tức biến thành một vòng xoáy, lúc bay đến trước mặt lão ta, tia kiếm quang kia lập tức trở nên vặn vẹo. Nhưng A La vẫn không lùi bước, nàng ta đâm thẳng một kiếm vào bên trong. Ầm. Một tia kiếm quang nổ tung bên trong. A La thoáng chốc lùi về chỗ cũ. Tuy ông lão cầm gậy trúc kia không lùi lại, nhưng ánh mắt lão ta vô cùng nặng nề. Lão ta đang định ra tay thì Quan Âm ở cách đó không xa chợt lên tiếng, để ta. Những người xung quanh nhìn về phía Quan Âm đi về phía A La, ta đánh với nàng. A La nhìn về phía Quan Âm, không hề nhiều lời mà lập tức biến thành một tia kiếm quang xông lên. Quan Âm giẫm nhẹ chân phải. Một tia kiếm quang bay ra từ dưới chân ả ta. Hai tia kiếm quang bay thẳng vào nhau. Oanh! Kiếm quang vỡ vụn. Lúc này, Quan Âm đột nhiên biến mất, trong nháy mắt, một tia kiếm quang chém vỡ không gian trước mặt ả ta, A La ở phía xa từ từ nhắm mắt lại, một khắc sau, nàng ta đâm một kiếm tới. Vụt! Một kiếm chém ra, ba tia kiếm quang trước mặt nàng ta đều biến thành hư vô, sau đó, nàng ta tiến lên một bước, lại chém ra một kiếm. Nhất kiếm phá hư. Dưới một kiếm này, không gian lập tức trở nên hư ảo, hư hư thực thực, tựa như ảo cảnh. Thấy thế, Quan Thánh thay đổi sắc mặt, ông ta đang muốn ra tay thì lúc này, Tiểu Đạo lại xuất hiện trước mặt ông ta. Tiểu Đạo nhìn Quan Thánh, ông vẫn nên đứng yên thì tốt hơn. Quan Thánh vẫn muốn ra tay, nhưng lúc này, một tiếng kiếm reo truyền tới từ cách đó không xa, ông ta vội vàng nhìn sang, Quan Âm cũng theo đó xuất kiếm, kiếm của Quan Âm cũng giống với A La, hư hư thực thực, tựa như hình chiếu, khiến người ta có cảm giác hư vô mờ mịt. Dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, hai tia kiếm quang chạm vào nhau. Oanh! Kiếm quang nổ tung, trong nháy mắt, hai cô gái không ngừng lùi về sau, mà lúc này, A La đột nhiên đâm kiếm về phía cổ họng mình. Sắc mặt Quan Âm thoáng chốc thay đổi, ả ta dựng kiếm lên chắn trước mặt. Kiếm trong tay ả ta thoáng chốc nứt ra, ả ta phản ứng rất nhanh, dùng ngón tay làm kiếm chỉ về phía trước. Xoẹt! Ngón tay của ả ta lập tức bị chém nứt, ả ta vội vàng giơ tay trái lên đỡ. Vụt! Tay trái của ả ta không hề báo trước mà bị chém nứt đôi, nhưng lúc này, ả ta đã lùi xa mấy trăm trượng. Khi dừng lại, tiếp tục có một tia kiếm quang chém về phía ả ta. Quan Âm híp mắt, hét lên, tâm kiếm. Dứt lời, một tia kiếm quang bay ra từ trong người ả ta. Oanh! Kiếm quang vừa bay ra, ả ta cũng bay ngược về theo, A La ở phía xa lại giơ kiếm lên cắt qua cổ họng của mình. Thấy cảnh này, Quan Âm lại híp mắt. Lúc này, ông lão cầm gậy trúc kia đột nhiên xuất hiện trước mặt ả ta. Lão ta gõ nhẹ gậy trúc trong tay về phía trước. Một tia kiếm quang nổ tung. Gậy trúc trong tay lão ta cũng bị nứt ra. A La nhìn về phía ông lão cầm gậy trúc, lão ta nhẹ giọng nói, để lão phu tới thỉnh giáo kiếm của các hạ. Dứt lời, lão ta lập tức biến mất. A La cầm kiếm vĩnh sinh giơ lên giữa lông mày, một khắc sau, nàng ta chém tới, mở. Không gian trước mặt nàng ta bị kiếm chém ra, lúc này, một tàn ảnh bay tới, tàn ảnh này đụng thẳng vào kiếm trong tay A La. Không gian chỗ A La đứng lập tức biến thành hư vô, một vùng không gian cứ thể bị đánh tan. Sau đó, trong không gian đã trở thành hư vô kia có tiếng đánh nhau không ngừng truyền tới. Lúc này, Quan Thánh quay đầu nhìn về phía Diệp Huyên, người còn có ai không? Diệp Huyên ngẫm nghĩ. Sau đó nghiêm túc đáp, ta cũng không biết nữa. Mọi người. Quan Thánh nhìn chằm chằm Diệp Huyên, nói thật, ta rất muốn gặp người đứng sau ngươi, vì nghe nói người đứng sau ngươi đều rất lợi hại. Ngươi yên tâm, lĩnh vực chúng ta có lá bài tẩy, chúng ta đã chuẩn bị mọi thứ để đối mặt rồi, cho dù cô gái váy trắng sau lưng ngươi có xuất hiện cũng thế. Diệp Huyên nhìn Quan Thánh, ông muốn gặp cô gái váy trắng. Quan Thánh cười nói, đúng vậy, nghe nói nàng đã đạt tới độn nhất cảnh trong truyền thuyết, ta bất tài, muốn lĩnh giáo thử cường giả độn nhất cảnh.
lĩnh giáo. Quan Thánh nói rất bình tĩnh, giống như một chuyện vô cùng đơn giản vậy. Kiêu ngạo. Không, ông ta là tự tin. Bán bộ độn nhất cảnh. Đối với mấy người bọn họ, bán bộ độn nhất cảnh thật sự đã là cảnh giới cao nhất rồi. Độn nhất. Ông ta hiểu cảnh giới đó khó khăn đến mức nào, có thể nói, đó hoàn toàn là chuyện không thể. Vạn vật trong thiên hạ đều ở trong đạo, ai có thể thoát khỏi đại đạo chứ? Ở trong mắt ông ta, muốn vượt qua mọi thứ, vượt qua đại đạo là chuyện không thể nào. Vì thế ông ta hoàn toàn không tin cô gái váy trắng là cao thủ độn nhất cảnh. Đương nhiên dù có là độn nhất cảnh cũng không sao. Vừa khéo ông ta có thể xem thử thực lực của cao thủ độn nhất cảnh. Lúc này, Quan Thánh ngẩng đầu nhìn lên tinh không, ông ta nhìn thấy một người. Thiên đạo. Thiên đạo đứng trong tinh không nhìn xuống Quan Thánh, cười khẽ. Quan Thánh cũng cười khẽ, nếu nàng không xuất hiện, ta sẽ rất thất vọng. Thiên đạo châm chọc, ngu dốt, không biết sợ là gì. Quan Thánh cười ha ha, ngu dốt, thiên đạo ngươi sợ cô gái váy trắng là vì ngươi chưa từng thấy cái gì gọi là lực lượng chân chính, ngươi là vị yếu, cho nên mới sợ. Trong tinh không, thiên đạo nhìn Quan Thánh, cười nói rất hay, vô cùng hay, nghe một lời của ngươi còn hơn cả đọc sách 10 năm, ta hiểu rồi. Nói xong, nàng ta xoay người rời đi. Vào khoảnh khắc Quan Thánh thu hồi tầm nhìn, thiên đạo bật cười. Một giọng nói chợt vang lên từ bên cạnh thiên đạo, sao không nhắc nhở ông ta? Thiên đạo đáp, nếu một đứa nhóc nghịch ngợm tự dưng trêu ngươi, ngươi đừng nhắc nhở hắn, vì nhiều khi lời nhắc nhở đó không hề có tác dụng, chẳng những thế, thậm chí ngươi còn sẽ kéo thêm phiền phức, vì người ngoài còn sẽ nói ngươi là người lớn lại đi so đo với trẻ con. Cách làm chính xác nhất là ngươi cho hắn một que kẹo hồ lô. Hơn nữa nói với hắn là ngươi rất giỏi. Người kia. Thiên đạo đi về phía xa, người phạm sai lầm thì nên bị trừng phạt. Người kia nói, nếu ngươi chứng minh với linh vực cô gái váy trắng rất mạnh thì bọn họ sẽ dừng tay. Thiên đạo chớp mắt, vì sao ta phải chứng minh với bọn họ? Người kia nhẹ giọng đáp, sẽ chết rất nhiều người. Thiên đạo cười đáp, thương hại là tốt, nhưng thương hại cũng phải phân chia đối tượng. Với người tốt, chúng ta nên nhân từ, nhưng với kẻ xấu, chúng ta phải tàn nhẫn. Người kia im lặng một lát rồi mới nói, đây là lý do vì sao ngươi không hủy diệt sinh linh của vũ trụ này. Thiên đạo cười khẽ, loài người có lỗi, nhưng suy xét lại thì đây không hoàn toàn là lỗi của bọn họ. Bọn họ sinh ra ở đây, sinh ra dưới quy tắc kẻ mạnh là nhất này, bọn họ không tu luyện sẽ không thể thay đổi số phận của mình. Kẻ yếu thậm chí còn không có quyền được sống. Cho nên bọn họ phải tu luyện, ta có thể hiểu. Nếu nói đến sai, là quy tắc của thế giới này sai. Người kia đáp, người phải thay đổi quy tắc. Thiên đạo chớp mắt, đây không phải một chuyện rất rõ ràng rồi sao? Người kia lại nói, hắn là người ngươi chọn. Thiên đạo đáp, ngươi thấy sao? Người kia nói, không tốt, sát khí của hắn quá nặng. Thiên đạo liếc sang bên phải, làm ơn đi. Ta không bảo hắn đi làm người tốt, thay đổi quy tắc là phải đổ máu, một người tốt, sao có thể đối phó với đám người xấu muôn hình vạn trạng kia được. Người kia lại nói, ngươi xem trọng điều gì ở hắn. Thiên đạo cười nói, trong lòng hắn có thước đo thiện ác, có thể phân biệt tốt xấu. Thật ra người này có rất nhiều khuyết điểm chí mạng, có lúc hắn rất giỏi biến báo, nhưng có lúc lại quá chậm chạp, ví dụ như lần này, ta bảo hắn rời đi nhưng hắn lại không đi. Tại sao lại không đi? Vì hắn là loại người người khác không phụ hắn, hắn cũng sẽ không phụ người khác. Hay, nếu người này gặp phải một người nham hiểm thì chắc chắn sẽ bị hại chết. Giống như ta vậy, bây giờ nếu ta bảo hắn giúp, dù bảo hắn đi liều mạng thì hắn cũng sẽ đi, vì ta từng giúp đỡ hắn. Hắn vẫn chưa đủ tàn nhẫn, đương nhiên quá tàn nhẫn cũng không được, không có chút nguyên tắc nào cả, có lúc là một nhân vật chí dũng kiệt xuất, có lúc là một kẻ đạo đức giả. Người kia trầm giọng nói, quá phức tạp. Thiên đạo cười khẽ, nàng ta nhìn lên tinh không, trước đây ta thật sự muốn đơn giản một chút, hủy diệt luôn sinh linh của vũ trụ này, chưa tới 10.000 năm, vũ trụ này sẽ tự mình khôi phục. Người kia thắc mắc, vậy vì sao ngươi lại đổi ý? Thiên đạo đáp, sau đó ta phát hiện,
vũ trụ này đẹp như thế là vì có sinh mệnh. Người nghĩ đi, nếu vũ trụ này không có sinh mệnh, thì nó sẽ cô độc biết bao. Người kia im lặng. Thiên đạo ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, khẽ nói, đáng tiếc, trên đời không có chuyện gì là hoàn hảo cả. Người kia nói với giọng điệu nặng nề, ta cảm thấy ngươi rất cô độc. Thiên đạo chớp mắt, cười nói thừa, ha ha. Người kia đang định đáp lời thì thiên đạo chợt nói, có khách ngoại lai. Người kia hỏi, ai? Thiên đạo nói, một kẻ phiền phức, ta phải ngăn hắn lại. Vừa mới nói xong, không gian trước mặt nàng ta chợt nứt ra, sau đó, một người đàn ông trung niên xuất hiện. Người đàn ông trung niên thân hình cao lớn, tay cầm trường kiếm hỏa diễm, trên người gã tản ra một uy lực vô hình, uy lực này khiến tinh không xung quanh dao động kịch liệt như nước đang sôi trào, vô cùng đáng sợ. Người đàn ông trung niên nhìn về phía thiên đạo, ánh mắt lạnh lùng như đang nhìn một con kiến, ngươi là thiên đạo của nơi này. Thiên đạo cười khẽ, đúng thế, chắc hẳn các hạ đến từ gia tộc ma đạo trong truyền thuyết đúng không? Người nọ sững sốt sau đó nói, người biết gia tộc ma đạo của ta. Thiên đạo nghiêm túc đáp, gia tộc ma đạo thống trị mấy nghìn thế giới, trong vũ trụ rộng lớn này có ai không biết, ai không rõ chứ? Người nọ quan sát thiên đạo, tìm giúp ta một người. Thiên đạo chớp mắt, có phải muốn tìm ma tiểu đạo, đại tiểu thư của các ngươi không? Người nọ nhìn thiên đạo, cau mày, cái này mà ngươi cũng biết. Thiên đạo cười đáp, đoán thôi. Vẻ mặt người nọ không chút cảm xúc, dẫn nàng đến gặp ta. Thiên đạo cười hì hì, có thể hỏi một câu không, các ngươi dẫn nàng về làm gì thế? Người nọ híp mắt, đây không phải chuyện một thiên đạo nho nhỏ là ngươi nên quan tâm. Nếu không muốn thần hồn vỡ nát thì lập tức dẫn nàng đến gặp ta. Thiên đạo ngẫm nghĩ một hồi rồi đáp, chúng ta đổi cách nói chuyện đi. Dứt lời, nàng ta chỉ vào người nọ định. Trong nháy mắt, một lực lượng thần bí giam người nọ lại, lúc này, gã ta vô cùng sợ hãi, vì gã phát hiện mình không thể nhúc nhích được. Người nọ nhìn thiên đạo, trong lòng vô cùng khiếp sợ, ngươi có thể, chuyện này hoàn toàn không có khả năng, ngươi. Thiên đạo vỗ tay, cười nói, các ngươi đến tìm tiểu đạo làm gì? Người nọ hơi do dự, sau đó đáp, đưa nàng về thành thân. Thành thân. Thiên đạo chớp mắt, sau đó nàng ta xua tay, các ngươi đến muộn rồi. Người nọ nhíu mày, các tôn hạ có ý gì? Thiên đạo nghiêm túc đáp, tiểu đạo cô nương đã thành thân với Diệp Huyên ca ca của ta rồi, bọn họ còn động phòng luôn rồi. Nghe vậy, người nọ nổi giận, sao đại tiểu thư có thể thành thân với loại người có huyết mạch thấp hèn được? Nàng. Hứng. Thiên đạo nhìn gã ta, cười như không cười, người nói chuyện chú ý chút đi. Khuôn mặt người nọ vặn vẹo, gã ta không dám lên mặt với thiên đạo, gã ta thoáng do dự, sau đó nói, thành thân với ca ca của ngươi. Xin hỏi một câu, ca ca của các hạ là cảnh giới gì? Thiên đạo quay đầu nhìn sang chỗ khác, sau đó nói, hình như vừa mới đến luân hồi cảnh chưa bao lâu. Người nọ tỏ vẻ khó tin, yếu thế à? Thiên đạo cười hì hì, thật ra thực lực và cảnh giới của hắn không liên quan đến nhau lắm. Người nọ nhìn thiên đạo, tỏ vẻ không tin lời của nàng ta. Thiên đạo cười nói, ta cũng không giết ngươi. Ngươi trở về nói với gia chủ của các ngươi là tiểu đạo đã kết hôn với ca ca của ta rồi. Đợi một khoảng thời gian nữa, ca ca của ta sẽ dẫn nàng đi thăm hỏi gia chủ của các ngươi. Người nọ im lặng. Thiên đạo cười tươi, có phải ngươi cảm thấy ca ca của ta không xứng với đại tiểu thư nhà ngươi không? Người nọ im lặng, không dám nói gì. Lúc này, gã ta không dám nói năng lỗ mãng nữa, đừng nói là nói năng lỗ mãng, chỉ là một câu không thích hợp gã ta cũng không dám nói. Mạng sống quan trọng hơn. Làm người, lúc cần thiết vẫn nên nhát gan một chút. Thiên đạo nhìn người nọ, nghiêm mặt nói, ta cho ngươi biết. Dù các ngươi có chấp nhận hay không, đại tiểu thư của các ngươi cũng đã là người của ca ca ta rồi, nếu các ngươi không thừa nhận mối hôn sự này hoặc muốn trả thù ca ca ta, bốn tỷ muội chúng ta đều sẽ không đồng ý. Người nọ nhìn về phía thiên đạo, bốn tỷ muội. Thiên đạo gật đầu, đúng vậy, ca ca của ta có bốn muội muội. Nói xong, nàng ta vung tay phải,
ba bức tranh xuất hiện trước mặt người nọ. Ba bức tranh lần lượt là cô gái váy trắng, cô gái áo bào trắng và Diệp Liên đang cầm một cây kích kỳ lạ. Thiên đạo chỉ vào cô gái váy trắng, đây là đại tỷ của ta, ừ, bây giờ tỷ ấy không có ở nơi này, nhưng ta tin với thực lực của các ngươi, có lẽ sẽ có thể tìm được tỷ ấy. Nếu gia tộc ma đạo các ngươi bất mãn với mối hôn sự này thì có thể đi tìm tỷ ấy sẽ cho các ngươi một lời giải thích vô cùng hợp lý. Người nọ nhìn bức tranh của cô gái váy trắng, nàng với ngươi, ai lợi hại hơn? Gã ta không biết cô gái váy trắng mạnh đến mức nào, nhưng gã ta có thể cảm nhận được thiên đạo mạnh ra sao, đương nhiên cũng chỉ là cảm nhận đại khái mà thôi, gã ta vẫn không thể biết rõ thực lực chân chính của thiên đạo. Thiên đạo nhìn bức tranh, sau đó tùy ý nói, ta và đại tỷ thường hay so tài, có lẽ chúng ta cũng xem như ngang tài ngang sức. Ngang tài ngang sức. Người nọ gật đầu, ta hiểu rồi. Thiên đạo cười nói, ngươi về đi. Người nọ hành lễ, đa tạ. Dứt lời, gã xoay người biến mất trong tinh không. Sau khi người nọ rời đi, một giọng nói vang lên bên cạnh thiên đạo, ngươi làm thế không phải đang gây thù chuốc oán cho hắn à? Thiên đạo nghiêm túc nói, tiểu đạo và hắn có phải bạn bè không? Người kia đáp, xem như là thế. Thiên đạo nói tiếp, người xem, tiểu đạo giúp hắn nhiều việc như vậy, hắn giúp người ta một chuyện cũng đâu quá đáng. Người kia hơi do dự, sau đó nói, không quá đáng. Thiên đạo cười, vậy ngươi cảm thấy ta làm thế quá đáng không? Người kia ngập ngừng, ta. Thiên đạo lại nói, người xem, khi nãy ta còn đuổi người đó về giúp hắn. Nếu ta không đuổi người nọ đi xuống dưới, có phải tình huống của hắn sẽ càng tồi tệ hơn không? Người kia im lặng. Thiên đạo nói tiếp, ta giúp hắn xử lý một kẻ thù, có phải hắn nên cảm ơn ta không? Người kia nhẹ giọng nói, nhưng ngươi cũng kéo đến cho hắn một kẻ thù rồi. Thiên đạo chớp mắt, sau đó nói, chúng ta đổi đề tài nói chuyện đi. Bóng đêm tối nay đẹp nhỉ? Người kia. Bên dưới, sau khi thu hồi tầm mắt, quan thánh nhìn về phía Diệp Huyên, cười nói, xem ra cô gái váy trắng sau lưng ngươi không xuất hiện rồi. Diệp Huyên cười nói, chúng ta đấu tay đôi thử xem. Quan thánh quan sát Diệp Huyên, ngươi đang đùa với ta à? Ngươi mới chỉ là luân hồi cảnh thôi. Diệp Huyên cười nói, cảnh giới có thể thể hiện mọi thứ sao? Quan thánh nhìn Diệp Huyên, ý ngươi là ngươi không xét đến cảnh giới à? Diệp Huyên nghiêm mặt nói, không được sao? Quan thánh lắc đầu, ngươi giỏi khoác lác thật. Nói xong, ông ta nhìn về phía tiểu đạo, hắn muốn đấu tay đôi với ta, ngươi thấy sao? Tiểu đạo nhìn Diệp Huyên, ngươi nghiêm túc à? Diệp Huyên gật đầu. Tiểu đạo im lặng một lát, sau đó gật đầu, nếu ngươi chết, ta sẽ cố hết sức bảo vệ ngươi toàn thây. Diệp Huyên đen mặt, mẹ kiếp, có biết nói chuyện không thế? Tiểu đạo không để ý đến Diệp Huyên, lùi sang một bên. Diệp Huyên nhìn về phía quan thánh cười nói, ngươi ra tay trước đi. Diệp Huyên gật đầu, sau đó biến mất. Quan thánh giơ tay phải đè xuống, khóa. Trong nháy mắt, không gian xung quanh Diệp Huyên dần co lại, nhưng lúc này, đạo tắc không gian xuất hiện giữa chân mày Diệp Huyên, khoảnh khắc đạo tắc không gian xuất hiện, không gian xung quanh hắn thoáng chốc bình thường trở lại, lúc này, một thanh kiếm đã bay tới trước mặt quan thánh. Quan thánh giơ tay kẹp nhẹ, vô cùng chính xác kẹp lấy kiếm của Diệp Huyên, sau đó nhẹ nhàng dùng sức. Oanh! Kiếm rung lên dữ dội, Diệp Huyên lùi lại mấy trăm trượng. Quan thánh nhìn Diệp Huyên, cười nói, không được. Diệp Huyên lau đi máu tươi trên khóe miệng, cười nói, tiếp tục đi. Nói xong, hắn lại xuất hiện trước mặt quan thánh một lần nữa, sau đó chém một kiếm về phía ông ta lại dùng tay kẹp lấy kiếm, nhưng lúc này, kiếm trong tay Diệp Huyên chợt biến thành một thanh huyết kiếm. Bất ngờ đổi kiếm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Sắc mặt quan thánh lập tức thay đổi. Nhưng lúc này rụt tay về đã không kịp nữa, ông ta chỉ có thể dùng bàn tay đỡ lấy một kiếm này của Diệp Huyên. Huyết quang nổ tung, quan thánh lùi lại mấy chục trượng, sau khi dừng lại, tay của ông ta đã bị nứt ra từ bàn tay đến tận cánh tay. Thấy thế, quan thánh lập tức xa sầm mặt,
Ông ta ngẩng đầu nhìn Diệp Huyên, đang định lên tiếng thì Diệp Huyên lại biến mất. Vụt! Một tia kiếm quang màu máu lóe lên. Quan Thánh cong ngón tay, một tia sáng đen xuất hiện, một khuôn mặt dữ tợn chợt hiện lên trong chùm sáng đen kia. Ầm! Trong nháy mắt, kiếm quang màu máu của Diệp Huyên đã tan biến. Lúc này, một giọng nói vang lên trong đầu Quan Thánh, đừng dây dưa với hắn, làm thế sẽ chỉ xuất hiện thêm biến cố mà thôi. Giọng nói của Thái Cổ Nguyên. Nghe thấy lời của Thái Cổ Nguyên, Quan Thánh im lặng một lát, sau đó ông ta nhìn về phía Diệp Huyên, một khắc sau, ông ta đột nhiên biến thành một chùm sáng đen biến mất, một hơi thở mạnh mẽ cũng bắt đầu dâng trào. Diệp Huyên ở phía xa từ từ nhắm mắt lại, hắn biết Quan Thánh này không muốn kéo dài thời gian nữa. Diệp Huyên tiến lên một bước, kiếm vực xuất hiện, nhưng lúc này, sắc mặt của hắn cũng trở nên tái nhợt. Vì lực lượng kia thật sự quá mạnh mẽ. Khi kiếm vực xuất hiện, hơi thở mạnh mẽ kia có bị trấn áp, nhưng ngay sau đó, hơi thở mạnh mẽ đó lại như núi lớn sụp xuống, áp đảo lấy Diệp Huyên với một khí thế không đỡ được. Diệp Huyên mở lòng bàn tay ra, trong nháy mắt, vô số tử khí bay ra từ trong người hắn. Tử vực. Vào khoảnh khắc tử vực xuất hiện, hơi thở mạnh mẽ kia đã bị hai loại vực áp chế. Diệp Huyên đột nhiên xuất kiếm. Xoẹt. Kiếm quang màu máu bay ra từ trong hai loại vực. Lúc này, Quan Thánh thay đổi sắc mặt. Hai loại vực. Ông ta thật sự không ngờ rằng Diệp Huyên lại có hai loại vực. Bị hai loại vực trấn áp, lực lượng bị hạn chế, Quan Thánh không dám xem thường nữa, ông ta lùi về sau một bước, sau đó đấm tới, vào khoảnh khắc ông ta đấm ra, khóe miệng Diệp Huyên lập tức có một ngụm máu tươi chảy xuống. Lúc này, kiếm cũng đến. Oanh! Quyền kiếm chạm vào nhau, một lực lượng mạnh mẽ bất chợt bộc phát ra từ trong vực của Diệp Huyên, mà chiêu kiếm của Diệp Huyên đã bị lực lượng mạnh mẽ đó làm cho dừng lại, có điều lúc này... Diệp Huyên lại chắp tay trái, chém. Hắn vừa dứt lời, một tia kiếm quang màu đen bay ra từ trong người hắn, chém về phía Quan Thánh. Kiếm chấn hồn. Khi kiếm chấn hồn xuất hiện, Quan Thánh híp mắt lại, sau đó giơ tay trái đánh một chưởng về phía trước, một lực lượng thân thể mạnh mẽ như núi lửa lan ra từ trong lòng bàn tay. Ầm. Không gian nơi hai người đang đứng biến thành hư vô, Diệp Huyên lùi lại cả nghìn trượng. Hắn vừa mới dừng lại. Quan Thánh chợt giơ tay phải về phía hắn, sau đó đứng ở phía xa siết chặt tay lại, phá. Rắc! Một lực lượng mạnh mẽ đột nhiên ngưng tụ quanh người Diệp Huyên, sau đó, sắc mặt Diệp Huyên thay đổi, vì hắn phát hiện thân thể của mình đang nứt ra. Diệp Huyên giẫm chân phải một cái, tụ. Dứt lời, kiếm vực và tử vực xuất hiện một lần nữa, lực lượng thần bí trên người hắn lập tức bị trấn áp, cùng lúc đó. Tâm sinh mệnh và tử khí trong người hắn bắt đầu tu bổ thân thể hắn với tốc độ cực nhanh, chẳng bao lâu, thương tích trên người hắn đã hoàn toàn hồi phục. Thấy cảnh này, Quan Thánh lập tức nhíu mày. Tốc độ chữa trị nhanh thế. Không bình thường chút nào. Quan Thánh nhìn Diệp Huyên, ông ta mở lòng bàn tay ra, một vòng xoáy màu đen đột nhiên xuất hiện, vào khoảnh khắc nó xuất hiện, không gian xung quanh chợt trở nên tối tăm. Tử khí. Lúc này, Quan Âm ở phía xa vội nói, đừng sử dụng tử khí. Quan Thánh nhíu mày, ông ta nhìn về phía Diệp Huyên, ông ta phát hiện, Diệp Huyên lại bắt đầu nuốt chửng tử khí ở xung quanh. Thấy cảnh này, Quan Thánh xa sầm mặt, thật quái lạ. Dứt lời, ông ta chậm rãi siết chặt tay phải, những tử khí xung quanh cũng biến mất. Ông ta phát hiện mình chỉ có thể sử dụng sức mạnh bình thường để đối phó với Diệp Huyên. Một vài chiêu giết người hoàn toàn không thể sử dụng. Diệp Huyên ở phía xa từ từ nhắm mắt lại. Hắn phát hiện, dù cảnh giới của hắn thấp hơn Quan Thánh, nhưng hắn có thể sử dụng hai loại vực và thân thể của mình để lấp đầy sự chênh lệch cảnh giới này. Nhưng hắn không thể làm gì Quan Thánh cả. Đối với hắn lúc này, muốn giết cao thủ có cấp bậc như Quan Thánh là một chuyện vô cùng khó khăn. Đương nhiên đối phương muốn giết hắn cũng không đơn giản như thế. Chiến lực không đủ. Chênh lệch cảnh giới. Diệp Huyên nhìn về phía Quan Thánh, nếu hắn đạt tới phá hư cảnh, hắn tự tin mình có thể chém chết Quan Thánh này. Mà Quan Thánh cũng nghĩ đến điều này.
bây giờ Diệp Huyên mới chỉ là luân hồi cảnh, nếu để hắn phát triển hơn. Nghĩ đến đây, Quan Thánh càng muốn giết chết Diệp Huyên hơn, ông ta nhìn về phía Diệp Huyên, giết. Giết. Ông ta không muốn đấu tay đôi, cũng không cần phải đấu tay đôi, vì lực lượng tổng thể của bọn họ đủ để áp đảo bên Diệp Huyên. Sau mệnh lệnh này của ông ta, vô số cao thủ linh vực ở sau lưng đều xông về phía Diệp Huyên. Thấy thế, tiểu đạo xa sầm mặt. Đánh thế này, bên phía Diệp Huyên chắc chắn đấu không lại. Vì thực lực tổng thể của hai bên thật sự chênh lệch quá lớn. Có thể nói là hoàn toàn không thể đánh một trận. Lúc này, hơn 100 kiếm tu xuất hiện sau lưng Diệp Huyên. Nhìn cao thủ linh vực đang lao đến, trong mắt những kiếm tu kia không hề có chút sợ hãi, trong mắt bọn họ chỉ có chiến ý mà thôi. Chiến! Diệp Huyên xoay người nhìn những kiếm tu kia, cười nói, hôm nay, chúng ta cứ thoải mái đấu một trận. Dứt lời, kiếm trong tay hắn không ngừng rung lên, một khắc sau, thân thể hắn dần trở nên đỏ như máu. Vô số kiếm tu tay cầm trường kiếm chỉ thẳng về phương xa, những hơi thở kiếm ý mạnh mẽ chấn động cả chân trời. Đại chiến lập tức diễn ra. Mà lúc này, không gian trên đầu Diệp Huyên đột nhiên chấn động, sau đó, không gian nơi đó nổ tung, ba cô gái xuất hiện. Diệp Huyên biết hai người trong đó, chính là Viêm Già và Liên Thiển. Thấy hai người, Diệp Huyên sửng sốt. Hai người này quay lại rồi. Quan Thánh ở phía xa xa sầm mặt, mẹ kiếp, vẫn còn có người. Sau lưng Diệp Huyên này vẫn còn người. Chưa chịu thôi đi à. Cô gái cầm đầu đang đứng bên trên nhìn xuống Diệp Huyên, một khắc sau, nàng biến thành một tia sáng đen bay vào giữa chân mày Diệp Huyên, mà Liên Thiển và Viêm Già cũng làm thế. Người Diệp Huyên run lên, huyết mạch chi lực vẫn chưa hoàn toàn kích hoạt lại bị áp chế, sau đó... Giữa chân mày hắn xuất hiện một tiểu tháp hư ảo, cùng lúc đó, một giọng nói vang lên trong đầu hắn, đạo tắc quay lại vị trí cũ. Oanh! Tháp giới ngục giữa chân mày hắn rung động kịch liệt, sau đó, một tia sáng vàng bay thẳng xuống từ trên tinh không, cuối cùng bay vào người Diệp Huyên. Tia sáng vàng này xuyên qua tinh không, có vô số chữ nhỏ màu vàng chớp lóe bên trong. Thiên đạo ở trong tinh không nhìn tia sáng vàng kia. Cười khẽ nói, tiên tri đúng là giỏi thật. Ba kiếm một đạo, ngươi là người đầu tiên làm thế đấy. Bên dưới, những cao thủ linh vực đã xông tới trước mặt Diệp Huyên, mà lúc này, tia sáng vàng kia đột nhiên không ngừng chấn động, một lực lượng thần bí tràn vào trong người Diệp Huyên. Diệp Huyên mở hai mắt ra, trong mắt trái của hắn xuất hiện một chữ tù màu vàng, còn bên mắt phải thì là một chữ cấm. Lúc này, Diệp Huyên khiến những người xung quanh cảm thấy rất xa lạ. Thiên đạo nhìn xuống Diệp Huyên, nụ cười trên mặt dần biến mất. Diệp Huyên nhìn những cao thủ linh vực đang lao tới kia, nét mặt hắn chợt trở nên dữ tợn, thét lên một tiếng, tù. Ầm. Trong nháy mắt, trên đầu mấy chục cao thủ linh vực xông lên đầu tiên xuất hiện một chữ tù, vào khoảnh khắc nó xuất hiện, mấy chục cao thủ linh vực đều không thể động đậy. Thấy thế, các cao thủ linh vực đang có mặt đều tỏ vẻ hoảng sợ. Đây là chiêu gì vậy? Lúc này, Diệp Huyên lại thét lên, diệt. Vừa dứt lời, mấy chục cao thủ linh vực lập tức trở nên hư ảo, sau đó không một tiếng động biến mất. Mà bây giờ, sắc mặt Diệp Huyên cũng trở nên tái nhợt như tờ giấy, sức sống trong cơ thể biến mất với tốc độ cực nhanh. Nhưng cũng may là có tâm sinh mệnh chữa trị, nếu không hành động khi nãy đã đủ để lấy mạng hắn rồi. Vì trong mấy chục cao thủ kia có tới mười mấy cao thủ quy nguyên phá giới cảnh. Sau khi thấy Diệp Huyên giết chết nhiều cao thủ như vậy trong nháy mắt, cao thủ của linh vực lập tức dừng lại, bọn họ nhìn về phía Diệp Huyên như đang nhìn một tên quái thai vậy. Quan Thánh nhìn chằm chằm Diệp Huyên, không biết đang nghĩ gì. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên ngẩng đầu nhìn bọn họ, các người xông lên đi. Mọi người! Một bầu không khí quái dị bao trùm khi bốn bể bỗng lặng phắc như tờ. Diệp Huyên vừa làm gì vậy? Lấy mạng hơn 30 siêu cường giả trong nháy mắt, trong đó có hơn 10 vị quy nguyên phá giới cảnh. Mà bản thân hắn chỉ mới đến luân hồi cảnh thôi. Đây là khái niệm gì thế này? Hết thảy cường giả linh vực ngu người, ngay cả tập thể kiếm tông đứng sau Diệp Huyên cũng đứng được ra.
Chẳng lẽ thiếu tông chủ uống thuốc gì hay sao mà bỗng dưng mạnh đến vậy? Diệp Huyên nắm chặt hai tay, sắc mặt có vài phần dữ tợn. Một luồng sáng vàng chói tản ra từ người hắn, bên trong còn thấy được vô vàn những chữ nhỏ. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên trong đầu, còn chịu nổi không? Là giọng của đại tỷ kia. Diệp Huyên hít sâu, không nổi cũng phải nổi. Quan Thánh ở xa bỗng kêu lên, người đã đến giới hạn. Diệp Huyên nhìn sang, chỉ thấy ông ta liếc mắt qua tòa tháp nhỏ giữa trán hắn, cười nói, ban đầu ta vẫn còn một ít nghi ngờ với thư phòng và tòa tháp tiên tri để lại, nhưng giờ thì không còn nữa. Diệp Huyên cong môi, vậy thì đến đây. Quan Thánh cười lạnh, đến thì đến. Vừa dứt lời, ông ta đã vọt thẳng đến trước Diệp Huyên. Khí thế của Diệp Huyên hiện nay là không thể ngăn cản, vì vậy nếu ông ta không xông đến thì sẽ không ai dám cả. Nhưng nguyên nhân chủ yếu là ông ta không tin. Không tin rằng Diệp Huyên có thể giết ông ta chỉ bằng một cái tháp còn con. Thấy Quan Thánh lao đến, Diệp Huyên hít vào một hơi, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Một thoáng sau, hắn gầm lên, tù. Tháp giới ngục giữa chân mày hắn chấn động khi chữ cuối cùng được thốt ra. Một khắc sau, một vệt sáng vàng rơi xuống từ chân trời, bao trùm lấy Quan Thánh. Uỳnh! Khí tức và sức mạnh của ông ta bị khóa lại hoàn toàn, nhưng Diệp Huyên cũng phun ra một ngụm máu tươi. Bị sức mạnh bí ẩn kia bao trùm, Quan Thánh cả kinh, lập tức chắp tay lại. Không gian nơi ông ta đang đứng chấn động khi một luồng sức mạnh khổng lồ tràn ra, khiến chữ tù đỏ chói trên đầu không ngừng bị ảnh hưởng. Diệp Huyên cau mày, sâu sắc cảm nhận được hai chữ bất lực là thế nào. Trực giác nói cho hắn rằng chữ tù có thể trấn áp Quan Thánh, nhưng cảnh giới giữa hắn và đối phương lại chênh lệch quá nhiều. Dường như nghĩ đến gì đó, Diệp Huyên bỗng hét lên với nhóm lục sư tỷ ở xa, còn nhìn gì nữa. Chém ông ta. Nghe vậy, lục sư tỷ hóa thành một tia kiếm quang vọt đến. Quan Thánh mở miệng, ngăn lại. Cường giả linh vực phía sau ông ta xông đến cản đường các cường giả kiếm tông. Quan Thánh nhếch môi thành nụ cười lạnh lẽo với Diệp Huyên, xem ra ngươi còn chưa hoàn toàn nắm giữ được thần vật này. Trước mắt ông ta tuy đã bị vây lại, nhưng Diệp Huyên cũng không thể giết y. Mà ông ta cũng không phải nao núng. Bởi linh vực có ưu thế tuyệt đối khi hai bên giao chiến, chỉ cần chờ là được. Bỗng nhiên, giọng của Thái Cổ Minh vang lên trong đầu y, đừng nương tay, lập tức giết Diệp Huyên, tránh phát sinh biến cố. Lập tức giết ư. Quan Thánh im lặng nhìn Diệp Huyên một chốc rồi khẽ nói, ra tay. Y vừa dứt lời, mấy cái bóng quỷ quyệt đã bao vây khắp bốn phía Diệp Huyên. Nhưng đồng thời cũng có 12 bóng người vàng kim xuất hiện cạnh hắn. Đó là hộ vệ nhân vương. Bọn họ tạo thành một vòng vây ngăn những cái bóng kia ở ngoài. Bên trong, Diệp Huyên lướt nhìn bốn phía, sắc mặt trầm xuống khi nhận ra thế lực của hắn căn bản không có khả năng ngăn bước linh vực. Nếu không nhờ kiếm tu kiếm tông ra tay, bọn họ đã bị đổ sát từ lâu rồi. Nhưng cho dù có kiếm tông, bọn họ cũng không thể chống lại linh vực khi chênh lệch thực lực giữa hai bên là quá lớn. Diệp Huyên đưa tay ra, gọi huyết kiếm xuất hiện. Một khắc sau, toàn thân hắn trở thành màu đỏ máu. Uỳnh! Khi huyết vực xuất hiện, các cường giả linh vực biến sắc. Quan Âm vội thốt lên, những ai từ chúa tể cảnh trở xuống mau lùi lại. Bởi vì chỉ những cường giả từ chúa tể cảnh trở lên mới có thể miễn cưỡng chống lại huyết vực của Diệp Huyên, còn trở xuống sẽ bị sát ý ăn mòn khi bước vào. Những cường giả linh vực dưới chúa tể cảnh vội vã thối lui, không ai dám đụng vào huyết vực. Đúng lúc Diệp Huyên chỉ còn lại một tia linh trí, vị đại tỷ kia xuất hiện trước mặt hắn. Hắn không dám hoàn toàn tiến vào trạng thái phong ma, bởi khi ấy hắn sẽ tàn sát cả người phe mình. Đại tỷ nhìn Diệp Huyên với vẻ do dự. Một chốc sau, nàng ta xoay người nhìn khắp nơi, thấy linh vực đã hoàn toàn áp chế kiếm tông. Nhân số từ linh vực là quá khủng khiếp, nàng thì thầm, đây không phải điều tiên sinh muốn thấy. Nàng ta hóa thành một tia sáng đen nhập vào thân thể Diệp Huyên. Một giọng nói bỗng ồm ồm vang lên trong người hắn, đạo tắc trở về. Duỳnh! Từng tầng một trong tháp giới ngục chấn động kịch liệt. Một giọng nói vang lên trong đầu Diệp Huyên,
ta giúp ngươi, ngươi cứ ra tay đi. Nghe vậy, Diệp Huyên không chút do dự vung kiếm. Theo đường kiếm, không gian trước mặt hắn bỗng tách ra về hai bên. Chính là đạo tắc không gian. Trong nháy mắt đó, hai luồng sức mạnh bí ẩn đồng thời xuất hiện trong huyết kiếm. Chúng là đại địa chi lực và sức mạnh của viêm già. Trên mũi kiếm cũng nhận được sức mạnh từ liên thiển phong ấn. Ngay khi sức mạnh này xuất hiện, không gian mấy vạn trượng trước mặt Diệp Huyên bỗng xuất hiện vô số phù văn màu vàng, tạo thành tầng tầng phong ấn ở không gian quan thánh đang đặt chân. Cùng lúc ấy, trên đầu ông ta lại xuất hiện chữ tù đỏ tươi. Quan Âm thấy vậy thì biến sắc kịch liệt, vội vàng phi thân vọt đến bên quan thánh, nhưng ả ta không thể đột phá tầng phong ấn. Ả ta chỉ biết nhìn nó đầy khó tin, không hiểu nổi đây là phong ấn dạng gì. Đường kiếm ầm ầm lao đến quan thánh trong phong ấn. Sắc mặt ông ta vặn lại đầy dữ tợn, để ta xem ngươi còn có thể yêu nghiệt đến đâu. Dứt lời, ông ta siết chặt tay phải lại rồi tung ra một cú đấm, không dùng tử khí để tránh làm cho Diệp Huyên càng trở nên mạnh hơn. Cú đấm vừa ra, chữ tù trên đầu ông ta nhạt hẳn đi nhưng vẫn tiếp tục trấn áp phần lớn sức mạnh. Mà kiếm của Diệp Huyên đã đến, với một điểm nhỏ màu đen xuất hiện trên mũi kiếm. Kiếm và nắm tay va chạm. Không gian bốn phía sụp đổ, nơi hai người đang đứng trở thành một màu đen kịt. Quan Âm thấy vậy thì biến sắc, vội vàng rút kiếm chém ra. Oanh! Kiếm khí xé nát không gian, nhưng vừa tiếp xúc đến khu vực ấy thì đã tan biến. Sắc mặt Quan Âm trở nên khó xem vô cùng. Bỗng nhiên, vùng không gian đen nhánh ồ ạt tràn ra một luồng sức mạnh khủng khiếp, sau đó là một bóng người bay ra ngoài. Đó là Diệp Huyên. Hắn thối lui hơn nghìn trượng, khi dừng lại lập tức nôn ra máu tươi. Quan Âm thấy vậy thì thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi nhìn thấy quan thánh, ả ta lại biến sắc. Bởi vì quan thánh chỉ còn lại linh hồn, còn nhục thân của ông ta đã bị hủy rồi. Đúng lúc ấy, Diệp Huyên bỗng biến mất tại chỗ. Quan Âm cả kinh, lập tức xuất hiện trước mặt quan thánh, vung kiếm bổ ra. Một kiếm này, đất trời sụp đổ. Ả ta không chút nào giữ sức, bởi ả biết Diệp Huyên có một thanh kiếm chuyên khắc chế linh hồn. Nếu để hắn đến gần, cho dù là cường giả bán bộ độn nhất như quan thánh cũng sẽ phải chết. Diệp Huyên căn bản không để tâm đến đường kiếm của Quan Âm, chỉ tùy ý để sức mạnh của nó nện vào cơ thể mình, sau đó bị hấp thu trong nháy mắt. Nhưng khi ấy, ả ta cũng đã đưa quan thánh rời đi nghìn trượng, mà trước mặt Diệp Huyên lại có mười mấy siêu cường giả linh vực chặn đường. Diệp Huyên liếc nhìn quan thánh đằng xa, thầm nghĩ tiếc thật. Vừa rồi có các đạo tắc tề tựu, thêm khả năng đặc biệt của đại tỷ và năng lực của tháp giới ngục, hắn thiếu chút nữa đã giết được quan thánh. Chỉ thiếu một chút nữa thôi. Chỉ cần hắn dùng kiếm chấn hồn, đối phương sẽ chỉ còn một con đường chết. Nhưng Diệp Huyên không tiếp tục rút kiếm nữa, bởi vì hắn đã sử dụng quá nhiều sức mạnh, dẫn đến suy yếu. Ngay cả sinh mệnh chi tâm lẫn tử khí suýt nữa cũng không thể hồi phục. Đúng là liều mạng mà. Hắn nhìn khắp bốn phía, thấy kiếm tông đã gọi ra các loại kiếm trận, nhờ đó miễn cưỡng ngăn cản linh vực, nhưng nhân số hai bên vẫn quá chênh lệch. Ngày càng có nhiều người mất mạng, trong đó còn có người mà Diệp Huyên quen biết. Nếu cứ tiếp tục, bọn họ sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Đúng lúc Diệp Huyên siết chặt huyết kiếm trong tay, một bóng người bỗng xuất hiện trước mặt hắn, chính là người từ Lục Duy xuống hỗ trợ Lý Trần Phong. Ông ta đã mất đi một cánh tay, mà đối diện lại là lão già áo đen. Lý Trần Phong nói với Diệp Huyên, Diệp Thiếu, đi cùng ta thôi. Đi. Diệp Huyên, đi Lục Duy ư. Lý Trần Phong gật đầu, Diệp Thiếu, bên các cậu đã không còn phần thắng gì nữa, xin hãy đi cùng ta. Văn Điện Chủ đã giao phó. Cho dù thế nào cũng phải bảo vệ Diệp Huyên. Văn Điện Chủ. Diệp Huyên do dự một hồi rồi nói, hình như ta không quen biết Điện Chủ của các người. Lý Trần Phong cười khổ, bây giờ không phải lúc để giải thích những chuyện này. Xin Diệp Thiếu hãy đi cùng chúng ta. Đến Lục Duy rồi, linh vực sẽ không thể làm gì được cậu. Diệp Huyên lại nhìn bốn phía, thấy Kiếm Tông và cường giả vô tộc vẫn đang liều mình chiến đấu. Rời đi ư. Một khi hắn làm vậy, những người này đều sẽ chết.
Dường như biết hắn nghĩ gì, Lý Trần Phong nói, cậu không đi, họ cũng sẽ chết. Rời đi bây giờ, núi xanh còn đó, lo gì thiếu củi. Lấy thiên phú của Diệp Thiếu, ngày sau muốn hủy diệt linh vực cũng không phải việc khó. Diệp Huyên lại lắc đầu cười, tiền bối đi đi. Lý Trần Phong còn muốn nói gì đó thì đã thấy hắn thi lễ, ta chân thành cảm tạ ơn tương trợ của Lục Duy, nhưng bạn bè huynh đệ của Diệp Huyên còn ở đây, Diệp Huyên cũng phải ở lại đây. Nếu chúng ta không địch lại thì cùng chết mà thôi, còn nếu đã chết hết rồi, có muốn báo thù cũng là vô nghĩa. Nói xong, hắn đã cầm kiếm đi về phía cường giả linh vực. Hai tay siết chuỗi kiếm, hắn nhắm mắt lại, bắt đầu nhập ma. Huyết kiếm trong tay hắn bỗng tuôn ra một luồng huyết quang bao lấy chủ nhân. Ở nơi xa, Quan Âm trầm giọng nói với Quan Thánh, tộc trưởng, không thể nương tay được nữa, bằng không chúng ta có thắng cũng phải trả giá đắt. Trước hết phải giết tên Diệp Huyên đã hoàn toàn vào trạng thái phong ma kia. Quan Thánh trầm ngâm một hồi rồi nói, hai vị tôn lão, ra tay đi. Y vừa dứt lời, hai người áo đen bí ẩn đã xuất hiện sau lưng. Vừa nhìn thấy họ, sắc mặt nhóm A Mục thay đổi kịch liệt. Không ngờ âm linh tộc vẫn còn cường giả bán bộ độn nhất. Quan Thánh cười với Diệp Huyên, âm linh tộc ta không có gì khác, chỉ có nhiều người. Quan Âm quét mắt nhìn bốn phía, tuy phe ả ta đang chiếm ưu thế tuyệt đối nhưng vẫn không dám xem thường. Bởi ả biết chắc chắn sẽ có người xuất hiện. Nơi xa, Lục Sư Tỷ nhìn hai cường giả bán bộ độn nhất đi về phía Diệp Huyên, bỗng nói, gọi người. Kiếm Tông cũng gọi người. Bắt đầu gọi người. Vừa dứt lời, Lục Sư Tỷ đã lấy ra một cây thương, khép hai ngón tay khẽ chạm lên nó. Tiếng thương vang vọng khắp chân trời khiến hàng loạt đôi mắt đều hướng về phía Lục Sư Tỷ. Quan Âm trừng trừng nhìn nàng ta, chẳng lẽ đối phương đang muốn gọi người đàn ông áo xanh? Đúng lúc này, một bóng người xinh đẹp bỗng bay ra từ trong cây thương. Đó là một cô gái mặc trang phục trắng, tóc buộc đuôi ngựa, tay cầm trường thương, khóe mắt đuôi mày mang theo khí khái hào hùng. Trong lòng vũ trụ, ông lão trông mộ nhìn thấy người này thì biến sắc. Bởi ông ta nhận ra đây chính là người đã đánh bại ông ta chỉ bằng một thương trước kia. Ít hầu ông lão chuyển động, mồ hôi lạnh túa ra trên trán, linh vực vừa tạo nghiệt gì thế này. Đoạn, ông ta nhìn về phía Diệp Huyên đã nhập ma, nói, mẹ nó chứ, không thể trêu vào tên này được. Khi cô gái cầm thương xuất hiện, hai cường giả bán bộ độn nhất bỗng nhiên dừng bước khi cảm nhận được nguy hiểm. Mà Quan Âm không rời mắt khỏi cô gái cũng cảm thấy bất an dâng lên trong lòng. Thấy cô gái tóc đuôi ngựa quay sang, Lục Sư Tỷ cười khổ, thời cơ đã đúng chưa? Đối phương ngẩng lên rồi lắc đầu, không đúng. Những lời này khiến Lục Sư Tỷ xa sầm mặt. Khi để lại phân thân trước kia, người con gái này từng nói sẽ xuất hiện khi thời cơ chín muồi. Nàng ta vốn cho rằng bây giờ chính là lúc để gọi người này ra. Nào ngờ lại không phải. Mọi chuyện có phần nghiêm trọng rồi. Nhưng khi cô gái tóc đuôi ngựa nhìn thấy Diệp Huyên, sắc mặt nàng ta chợt biến hóa. Ở xa, Quan Thánh bỗng thốt lên, cô là người nào? Cô gái liếc mắt nhìn ông ta, đoạn đâm ngọn thương về trước. Xoẹt! Quan Thánh còn chưa kịp phản ứng đã bị thương mang xuyên thủng, chỉ trong phút chốc đã bị thần hồn câu diệt. Những cường giả linh vực biến sắc. Sắc mặt Quan Âm thoát cái trắng bệch. Sức mạnh gì thế này? Vào lúc này, Thái Cổ Nguyên đang tham gia đại chiến lập tức xoay người rời đi. Cô gái tóc đuôi ngựa nhìn sang, chân không di chuyển lấy một bước, cứ thế lại đâm thương ra. Hai mắt Thái Cổ Nguyên trợn tròn khi đánh hơi được cái chết đến gần mình hơn bao giờ hết. Khi ý niệm phản kháng vừa xuất hiện trong đầu, ông ta đã bị một thương này đâm xuyên. Quỳnh! Thái Cổ Nguyên thần hồn câu diệt. Những người khác chứng kiến cảnh này không khỏi hóa đá. Một cường giả bán bộ độn nhất cứ thế bị giết trong nháy mắt ư. Tiêu diệt Thái Cổ Nguyên rồi, cô gái tóc đuôi ngựa lại hướng ánh mắt về tất thương trong vũ trụ. Gã lập tức biến sắc, dừng tay lại, sau đó chậm rãi quỳ xuống trước mắt mọi người, xin nữ hiệp tha mạng. Người khác. Cô gái cũng hơi ngẩn ra như không ngờ gã sẽ làm vậy.
Nàng ta nhẹ nhàng xoay cây thương trong tay, đang muốn xuất chiêu thì chợt nghĩ đến gì đó mà dừng lại. Sau đó nàng bước đến một bước, xuất hiện trước mặt Tất Thương. Đầu gã rũ càng thấp, hơn nữa còn không ngừng run rẩy. Vào khoảnh khắc cô gái cầm thương giết chết Thái Cổ Nguyên trong giây lát, gã đã biết mình tuyệt đối không phải đối thủ của nàng ta. Phản kháng chỉ là vô dụng, có khi cho gã thêm chút cốt khí mà thôi. Nhưng gã lại không muốn chết. Cô gái tóc đuôi ngựa nhìn người đang quỳ mọp xuống đất, tay đặt thương lên đầu gã, chỉ vào Diệp Huyên ở xa, đi theo hắn, người phải chịu thiệt thòi lắm sao? Tất Thương lắc đầu như trống bỏi, không, không hề. Từ nay về sau, lão phu nguyện làm trâu ngựa cho Diệp công tử. Thấy đối phương chỉ lẳng lặng nhìn mình, gã vội vàng xòe tay, để một tia hồn phách bay đến trước mặt nàng ta. Vào lúc cô gái thu mảnh hồn, một tia kiếm quang màu máu đã lao đến từ sau lưng. Nó đến từ Diệp Huyên đã nhập ma. Cô gái xoay người, vung thương sang ngang đỡ lấy kiếm quang. Nàng ta khép tay đặt nhẹ lên trán Diệp Huyên, chỉ trong nháy mắt, huyết mạch trong người hắn trở lại bình thường. Diệp Huyên nhìn nàng, cô. Nhưng cô gái không nói gì, chỉ nhìn sang những cường giả linh vực khác khiến chúng lập tức biến sắc. Ai cũng muốn chạy trốn, nhưng không ai dám chạy. Cuối cùng, ánh mắt nàng ta rơi vào Quan Âm, ả ta trợn trừng nhìn lại, không có chút sợ hãi. Cô gái cũng không ra tay mà chỉ nói với Diệp Huyên, theo ta. Thấy nàng ta xoay gót rời đi. Diệp Huyên nhìn đám Quan Âm như muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn không lên tiếng mà đi theo. Quan Âm bỗng nói, rút lui. Ả ta dẫn dắt cường giả âm linh tộc rời đi. Cường giả thái cổ tộc cũng vội vàng làm theo. Cường giả thánh đường lại chần chờ, bởi lão tổ của họ vẫn còn ở đây. Cô gái tóc đuôi ngựa đi xa trong lòng vũ trụ, Diệp Huyên chậm rãi sóng bước. Hắn đã từng gặp qua người này, nhưng lại không biết nàng ta là ai. Cô gái bỗng lên tiếng, cũng đến lúc cho ngươi biết một vài chuyện. Diệp Huyên hạ giọng, về thân thế của ta ư. Cô gái gật đầu. Diệp Huyên do dự rồi nói, Thanh Nhi nói ta là ca ca của nàng, người khác nói ta có liên quan đến tiên tri, cả huyết mạch của ta. Cô gái tóc đuôi ngựa, người đúng là ca ca của nàng. Kiếp trước ư. Phải, cũng không phải, cô gái gật đầu. Diệp Huyên. Nàng ta khẽ nói, chuyện có đôi chút phức tạp. Cô có thể nói rõ không? Cô gái, trên người ngươi có bốn nhân quả, một của nàng ta, một của người áo xanh, thứ ba là tiên tri. Diệp Huyên, còn cái cuối cùng. Nàng ta nhìn hắn, ta không biết. Ba chữ này khiến Diệp Huyên sửng sốt. Cô gái, hai người kia đều đang tìm hiểu. Diệp Huyên lắc đầu, ta không hiểu. Bọn họ có giao ước với nhau, y sẽ đi tìm nhân quả không rõ kia. Nàng ở lại bảo vệ ngươi và trấn thủ căn nguyên nhân quả của thế giới này, không để những nhân quả không rõ số mệnh kia can thiệp vào ngươi. Nhưng sau đó, họ phát hiện ra mọi chuyện đang trở nên ngày càng nghiêm trọng. Diệp Huyên hỏi, nghĩa là thế nào? Cô gái tóc đuôi ngựa xoay người nhìn hắn, họ tự cho rằng đang ngăn cản những nhân quả không rõ kia thay đổi số mệnh của ngươi, nhưng sau đó mới nhận ra họ đã sai rồi. Việc họ ngăn cản mới chính là điều mà đối phương mong muốn. Nói một cách đơn giản hơn thì việc họ nhúng tay cũng sẽ không thay đổi được gì. Diệp Huyên, ý của tiền bối là vận mệnh cả đời ta đang nằm dưới sự điều khiển của một bàn tay vô hình. Cô gái tóc đuôi ngựa bỗng mang hắn cùng biến mất, sau đó xuất hiện ở một mảnh đất khác. Nàng ta chỉ vào một con kiến phía dưới, ngươi nhìn đi, nó đang bò về trước, nhưng ta muốn nó đi sang phải. Đoạn, nàng ta đặt một hòn đá nhỏ chắn đường con vật. Khiến nó bỏ sang bên phải. Diệp Huyên im lặng. Cô gái lại nói, ngươi thì khác. Bởi vì có hai người kia cùng tiên tri nhúng tay vào nên ngươi không hoàn toàn đi theo hướng mà đối phương mong muốn. Nghĩa là ngươi không đi về bên phải, mà là về bên trái. Sắc mặt Diệp Huyên bỗng có chút quái dị. Cô gái, đừng nghĩ việc này lan man. Ngươi nhìn con kiến đi, nó muốn đi về phía trước, nhưng vì bị hòn đá cản đường mà rẽ phải. Trong thế giới của kiến, liệu nó có nghĩ đến việc có người đang muốn nó đi về bên phải không?
Nàng ta ngẩng đầu nhìn vào vũ trụ mênh mông, đối với một vài sự tồn tại khác trong vũ trụ vô ngần này, con người còn chẳng phải là loài kiến hôi sao? Diệp Huyên bỗng nói, tiền bối, Thanh Nhi và người áo xanh kia sẽ gặp nguy hiểm ư? Cô gái tóc đuôi ngựa lắc đầu, ta không biết. Hắn cau mày, những tồn tại kia lợi hại đến vậy ư? Cô gái chỉ con kiến trước mắt, nó có biết kẻ địch của nó có thể hủy thiên diệt địa sao? Diệp Huyên hiểu ý nàng ta. Cái gì không biết mới là đáng sợ nhất. Như hiểu được nỗi lo của hắn, nàng ta nói, thực lực nàng trước kia đã mạnh, bây giờ càng mạnh. Nàng là người đầu tiên cảm nhận được sự tồn tại của đối phương, lại còn ép buộc đối phương giao thủ. Tuy nhiên, vì ngươi mà nàng cuối cùng lại lựa chọn thỏa hiệp. Hai người họ đều rất mạnh, bất kỳ nhân quả nào cũng không thể bám lên, nhưng lại không dám cưỡng chế chém nhân quả trên người ngươi. Dù trước kia, nàng từng muốn làm vậy. Diệp Huyên, sau đó thì sao? Cô gái nhìn hắn, sau đó, người suýt nữa thì toi mạng. Diệp Huyên. Cô gái, sự việc lần này rất nghiêm trọng. Diệp Huyên không hiểu, ý tiền bối là sao? Ta vốn không nên xuất hiện vào lúc này, nhưng ta vẫn xuất hiện, chứng tỏ rằng chuyện chúng ta cho rằng đã định sẵn đã thay đổi. Không đúng. Cô gái tóc đuôi ngựa ngẩng đầu nhìn lên, sau khi nàng rời đi, đã không còn ai có thể trấn áp vũ trụ này. Tình cảnh của ngươi ngày càng ngặt nghèo. Sau này các ngươi còn có một kiếp nạn, ta để phân thân này lại đây vốn để đối phó với nó, nhưng hiện tại. Diệp Huyên trầm giọng, là ngũ duy kiếp. Cô gái gật đầu. Diệp Huyên im lặng. Tính thời gian thì ngũ duy kiếp sẽ đến nhanh thôi. Cô gái, mọi chuyện về sau chỉ có thể do ngươi tự mình đối mặt. Hai người kia đều rất hy vọng ngươi có thể tự mình rời khỏi vũ trụ này. Diệp Huyên lắc đầu cười, ta lại thấy ta chính là Diệp Huyên, ta muốn sống theo ý của ta. Cô gái mỉm cười, không có thực lực, chỉ có thể bị động. Thực tế bảo ngươi sống thế nào, ngươi phải sống theo thế ấy. Thấy hắn im lặng, nàng ta tiếp lời, sinh ra ở thế gian này, ngươi phải tranh đấu cùng người, cùng trời, cùng số mệnh. Bằng không, ngươi sẽ chết. Không tranh đấu, ắt phải chết. Diệp Huyên im lặng. Hắn biết cô gái đang muốn nói rằng, muốn sống theo ý bản thân nghe thì đơn giản, nhưng thật ra thì hoàn toàn ngược lại. Trên thế gian này, liệu có bao nhiêu người được sống theo ý muốn của mình? Lấy bản thân hắn làm ví dụ đi, hắn chỉ muốn cùng muội muội an ổn sống qua ngày, nhưng hắn biết điều này quá khó khăn. Cho dù là võ đạo hay kiếm đạo, đều là con đường không thể quay đầu. Hắn chỉ có thể đi đến cuối cùng, hoặc bỏ mạng dọc đường. Bỗng nhiên, cô gái tóc đuôi ngựa nói, cố mà sống đi. Sau đó nàng ta xoay người rời đi. Diệp Huyên vội hỏi, huyết mạch chi lực của ta. Cô gái không quay đầu lại, đó là máu của ngươi, lợi hại đến mấy cũng phải phụ thuộc vào ngươi mới tồn tại được. Không có ngươi, nó cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Ngươi phải học cách nắm giữ nó trong tay, biến đổi thế nào để huyết mạch đặc biệt này trở thành của ngươi. Nhớ kỹ, nó là máu của ngươi. Diệp Huyên im lặng. Hắn suýt nữa đã quên một điều. Đây là máu của hắn, có lợi hại đến mấy cũng thuộc về hắn. Vì sao hắn phải sợ chứ? Hắn là người chân chính nắm nó trong tay mà. Khi Diệp Huyên ngẩng lên, cô gái tóc đuôi ngựa đã biến mất. Chấm chấm chấm. Nàng ta đã trở lại hư vô duy độ, đi đến trước phần mộ. Bên trong có An Lan Tú, Tiểu Thất và Liên Vạn Lý. Cô gái tóc đuôi ngựa nhẹ nhàng khép tay lại rồi ấn nhẹ một cái, đưa một tia sáng trắng vào phần mộ. Không lâu sau, một luồng khí tức cực kỳ mạnh mẽ ùa ra. Cô gái lại xoay người rời đi, chẳng mấy chốc đã bước vào nghĩa địa kia. Khi thấy nàng ta đến, ông lão trông mộ vội thi lễ tiền bối. Cô gái khẽ gật đầu, người đã được tự do. Ông lão do dự một chút rồi hỏi, liệu tiền bối có thể chỉ điểm vài điều. Ngươi muốn biết gì? Cực hạn của thương đạo, ông lão đáp. Nhưng cô gái lại lắc đầu, không có cực hạn. Thấy đối phương sửng sốt, nàng ta lại nói, thương đạo không có cực hạn, nhưng lòng ngươi lại có. Chính ngươi đã dựng nên lồng giam cho mình. Dứt lời, nàng ta đã cất bước đi đến phần mộ, để lại ông lão hóa đá tại chỗ.
Một hồi lâu sau, ông ta bỗng phá ra cười, đi kèm là hai hàng nước mắt. Ông ta từng cho rằng mình đã đạt đến cực hạn của thương đạo, vì vậy mới không tiếp tục truy tìm. Nhưng cô gái kia đã nói, chính bản thân ông ta đã vây mình vào ngõ cụt. Nơi xa, khi cô gái tóc đuôi ngựa đi đến trước phần mộ, nó bỗng nứt ra, để một cô gái khác xuất hiện. Là Diệp Liên. Hai mắt nàng lóe lên ánh sáng u tối. Cô gái tóc đuôi ngựa khẽ nói, Tú tỷ. Diệp Liên, ta phải đi. Tìm chúng ta. Diệp Liên lắc đầu, đi tìm nàng. Tìm cô gái kia. Sau một hồi im lặng, cô gái tóc đuôi ngựa nói, nàng đang ở một nơi khác. Diệp Liên gật đầu, tình hình hiện nay của nàng hẳn kém một chút so với ta. Cô gái, hắn đã an bài mọi việc. Diệp Liên cười, ta dù sao cũng phải làm chút gì đó. Cô gái gật đầu, được. Bỗng nhiên, Diệp Liên vung tay lên. Không gian bên phải nàng vỡ toang, để một người thanh niên vọt ra. Là Diệp Huyên. Hắn nhìn thấy Diệp Liên thì ngây ngẩn cả người, sau đó mừng rỡ vô cùng, Liên Nhi. Không phải. Diệp Liên trước mặt khiến hắn cảm thấy xa lạ. Diệp Liên nhìn hắn, ta sắp phải rời khỏi vũ trụ này, suy nghĩ nhiều lần, vẫn nên báo cho ngươi một tiếng. Diệp Huyên hạ giọng, muội có ý gì? Diệp Liên, ta định mang muội muội của ngươi đi, có vấn đề gì không? Diệp Huyên, tiền bối nếu muốn có thể tự rời đi, đừng đụng đến muội muội ta. Diệp Liên, ta cứ muốn mang nàng đi thì sao? Diệp Huyên lập tức đưa tay, gọi kiếm trấn hồn xuất hiện. Một luồng sức mạnh linh hồn khổng lồ khóa lấy Diệp Liên. Thế nhưng, trấn hồn làm gì cũng được trước kia lại vô dụng trước nàng. Diệp Huyên cả kinh, vừa mở miệng thì bị một luồng uy áp vô hình bao lấy, khiến hắn không tài nào cựa quậy. Diệp Liên nhìn hắn một cái rồi xoay người rời đi. Bất thình lình, sắc mặt Diệp Huyên trở nên dữ tợn vô cùng. Máu trong huyết mạch hắn sôi trào, nhưng không bao lâu đã bị trấn áp khiến hắn sửng sốt. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Diệp Huyên vội hỏi trong lòng, Liên Thiển. Người đáp lại là đại tỷ, không đánh lại nàng. Diệp Huyên trợn trừng mắt nhìn Diệp Liên, hai tay siết chặt lại. Kiếm vực và tử vực đồng thời xuất hiện, nhưng vẫn không cách nào giải phóng hắn khỏi sức mạnh thần bí trên người. Lúc này, Diệp Liên bỗng dừng bước, xoay lại nhìn hắn, không cam lòng, đúng không? Diệp Huyên gằn ra, ta mặc kệ ngươi là ai, đừng đụng đến. Diệp Liên bỗng vung tay lên, hóa giải sức mạnh kia, rồi nói. Đến đây. Diệp Huyên cầm thiên chu biến mất tại chỗ. Kiếm quang xé gió mà qua. Diệp Liên vẫn giữ nét mặt hờ hững. Khi kiếm quang lao đến trước mặt, nàng chỉ đưa hai ngón tay lên chụp hờ lại, trực tiếp chặn được kiếm thiên chu. Diệp Huyên cả kinh, vội vàng trở tay nhưng kiếm lại không nhúc nhích. Diệp Liên lại khẽ run tay lên. Uỳnh. Diệp Huyên bị đẩy văng đi trăm trượng trong nháy mắt. Khi dừng lại, những tiếng răng rắc vang lên, thiên chu trong tay nứt toác, thân thể hắn cũng không ngoại lệ. Hắn im lặng đứng đó, sâu sắc cảm nhận được chênh lệch giữa mình và đối phương. Diệp Liên hỏi, còn gì nữa không? Thấy Diệp Huyên không nói gì, nàng xoay người rời đi. Hai tay Diệp Huyên chậm rãi siết lại. Lại nghe Diệp Liên lên tiếng, ngươi có thể gọi người đến, nhưng ta nói cho ngươi hay, trong tất cả những người ngươi quen biết, chỉ có cô gái váy trắng, muội muội ngươi kia dám đánh ta. Ngươi có bản lĩnh thì cứ gọi nàng đến, bằng không có gọi ai cũng chỉ phí công. Diệp Huyên, vì sao lại phải mang muội muội ta đi? Diệp Liên lạnh lùng đáp, ta muốn mang thì cứ mang, ngươi có ý kiến. Thấy nàng xoay gót rời đi. Diệp Huyên quay sang nhìn cô gái tóc đuôi ngựa. Nàng ta chỉ lắc đầu, lời vừa rồi của nàng không sai, chỉ có cô gái váy trắng mới dám đánh nàng. Bản thân cô gái tóc đuôi ngựa cũng không dám, không phải là không lại mà là không thể, bởi cả nhà họ đều đang mắc nợ người này. Nào ngờ Diệp Huyên lại vọt tới. Hắn không biết linh hồn trong cơ thể Diệp Liên là ai, nhưng hắn không cho phép đối phương chiếm cứ thân thể muội muội hắn như vậy. Tuyệt đối không cho phép. Diệp Liên ở xa không quay đầu lại, chỉ có một tia sáng u ám lóe lên. Xoẹt.
Diệp Huyên chưa kịp phản ứng thì đã bị nó chém bay đi nghìn trượng. Khi dừng lại, thân thể hắn toát ra vô số kẽ hở, để máu bắn tung tóe. Sắc mặt Diệp Huyên vặn lại, tay phải cầm kiếm định ra tay lần nữa. Đột nhiên, một tia sáng mở lóe đến trước mặt hắn. Một khắc sau, một ngọn thương đã đâm vào giữa trán hắn nửa tấc, khiến da nơi đó nứt ra, máu phun như suối. Diệp Liên vẫn không quay đầu lại, đã biết người yếu như thế nào chưa? Lời vừa dứt, nàng đã biến mất nơi cuối vũ trụ. Cùng lúc, một giọng nói vang lên trong đầu cô gái tóc đuôi ngựa, các ngươi quá nhân tử với hắn. Nàng ta không nói gì. Diệp Huyên bỗng đưa tay lên nắm lấy cây thương còn đang cắm vào trán mình. Cô gái nói, nàng sẽ không làm hại đến muội muội ngươi. Thân thể nàng ta mờ dần. Thấy Diệp Huyên nhổ cây thương ra, xoay người rời đi, nàng ta la lên, đó là của ta. Diệp Huyên không thèm quay đầu, bây giờ là của ta. Cô gái tóc đuôi ngựa hơi ngẩn ra rồi lắc đầu cười, hào sảng thật. Một tia tán thưởng lóe lên trong mắt nàng ta khi nhận ra Diệp Huyên không bị sự ra đi của Diệp Liên đả kích. Làm người có tự tôn, nhưng càng phải biết vị trí của mình. Lúc này, một cô gái bỗng xuất hiện trước mặt nàng ta. Thiên đạo. Cô gái tóc đuôi ngựa nhìn người mới đến, không nói gì. Thiên đạo cười, xin chào. Có việc gì không? Có một việc nhỏ. Một chốc sau, cô gái tóc đuôi ngựa biến mất, để lại thiên đạo. Không ai biết họ đã nói gì với nhau. Lát sau, thiên đạo bật cười rồi cũng rời đi. Sau khi trở lại vu tộc, Diệp Huyên nhốt mình trong nhà. Hắn quan sát cây thương trong tay, thấy hai chữ nhỏ khắc trên chuôi, Hoàng Tuyền. Cho đến bây giờ, hắn cảm thấy bản thân đã rất mạnh, cho dù gặp phải cường giả bán bộ độn nhất cũng có thể đánh một trận. Đặc biệt là thân thể này của hắn, có ai trong ngũ duy phá được nó. Nhưng cô gái bí ẩn kia đã cho hắn biết, thân thể hắn chỉ mới đạt đến giới hạn của vũ trụ này, nhưng bước ra ngoài thì sao? Vào giây phút này, hắn đã hiểu ra một điều. Đối thủ của Diệp Huyên hắn, có ở trong vũ trụ này, cũng có ở ngoài vũ trụ này. Đến đây, hắn tức giận mắng, không hết được hay sao hả? Đoạn, hắn gọi thư phòng ra. Thứ này chính là nguồn cơn cho mọi phiền toái của hắn. Nó được tiên tri mang từ trên xuống, rốt cuộc chất chứa thứ gì? Đại tỷ bỗng xuất hiện trước mặt. Diệp Huyên hỏi, tiền bối có biết bên trong nó là gì không? Nàng ta khẽ đáp, thân thế, lai lịch và tâm huyết trọn đời của tiên sinh. Người biết thân thế của hắn sao? Nàng ta lắc đầu, không biết. Chấm chấm chấm. Đại tỷ, hiện nay ngươi không thể mở nó, cũng đừng nên cưỡng cầu, bởi đây chắc chắn là ý của tiên sinh. Ngài cho rằng ngươi lúc này chưa đủ thực lực. Hơn nữa, một khi mở ra, lai lịch và thân thế của tiên sinh sẽ sáng tỏ, có lẽ sẽ không phải chuyện tốt với ngươi. Vì sao? Diệp Huyên có phần không hiểu. Đại tỷ nhàn nhạt đáp, ta hỏi ngươi, tiên sinh lúc sinh thời có nhiều kẻ địch không? Mà ngươi lại là, người thừa kế của ngài ấy. Kẻ địch và nhân quả của tiên sinh, tất nhiên đều phải do ngươi gánh chịu. Diệp Huyên bỗng phát cáu, mẹ nó. Vì sao chứ? Ta không phục, ta không làm, bất công. Ông đây đếch muốn đi đổ vỏ, không làm. Diệp Huyên chợt phát hiện, trong số những cái vỏ hắn đang phải cõng trên lưng, phần lớn đều thuộc về tiên tri. Việc này quá bất công. Đại tỷ nhàn nhạt nói, người có thể giao nộp thư phòng. Diệp Huyên im lặng, gọi thư phòng ra, thật tình muốn vứt nó đi quách cho rồi. Từ trước đến giờ, nó không những chẳng giúp gì được mà còn không ngừng chuốc họa cho hắn. Thế nhưng ngũ duy kiếp lại sắp đến. Vứt thứ này đi rồi, biết đối phó làm sao. Hắn không chỉ không thể bỏ nó, lại còn phải tìm cách mở nó ra. Như nghĩ đến gì đó, Diệp Huyên nhìn cây gai kỳ dị trước mặt. Diệp Liên. Cho dù là người bí ẩn trú ngụ trong cơ thể Diệp Liên hay cô gái tóc đuôi ngựa kia, bọn họ đều đang nói cho hắn một điều, hắn hiện nay vẫn còn quá yếu. Trong đó người sau nói khá uyển chuyển, người trước thì thẳng vào mặt. Họ có nói sai không? Không. Nhưng phải thế nào mới gọi là mạnh?
Chẳng lẽ hắn còn chưa đủ nhanh? Diệp Huyên đứng dậy đi ra ngoài, nhìn về phía chân trời, để suy nghĩ bay theo đám mây phiêu đãng. Hắn nghĩ đến cô gái áo trắng, đột nhiên nhận ra nàng đã làm rất nhiều việc vì hắn. Hắn biết nhiều việc trong đó, nhưng những gì không biết lại càng nhiều hơn. Nàng vẫn luôn ra sức vì hắn, luôn luôn như vậy. Diệp Huyên không khỏi cảm thấy đau lòng. Hiện nay nàng còn có thể thay hắn gánh vác rất nhiều hiểm nguy mà hắn không biết, nhưng liệu có thể cứ tiếp tục thế sao? Hắn tin vào thực lực của nàng, nhưng như lời cô gái tóc đuôi ngựa đã nói, điều gì không biết mới là đáng sợ nhất. Diệp Huyên hít một hơi thật sâu, tự nhủ mình phải thật nỗ lực. Hắn hoàn toàn bất lực khi cô gái bí ẩn kia mang Diệp Liên đi, nếu nàng ta lại còn là người của lĩnh vực nữa thì phải làm sao? Hắn không muốn lần nữa trải qua cảm giác bất lực và tuyệt vọng nhất trần đời ấy. Hắn đã vô cùng, vô cùng nỗ lực rồi đấy chứ. Nhưng kẻ địch ngày càng mạnh, cũng ngày càng nhiều. Đặc biệt là những nhân quả không tài nào hiểu được trên người hắn. Trước kia, hắn từng cảm thấy, nhân định thắng thiên, nhưng khi càng trở nên mạnh mẽ, hắn mới phát hiện mọi chuyện nào có đơn giản như vậy. Có đôi khi càng mạnh, biết càng nhiều, càng không biết phải làm thế nào. Có đôi khi, biết nhiều quá cũng không phải chuyện tốt. Tháp giới ngục từ tiên tri là một cơ duyên lớn, đồng thời cũng là một mối họa. Kể từ khi đặt chân đến ngũ duy, thư phòng đã mang đến vô số phiền phức cho hắn, đã vậy vẫn còn có khả năng tiếp diễn. Tất cả là tại tiên tri. Hắn không biết người này là ai, chỉ biết thân phận của người đó sẽ khiến hắn gặp phiền toái rất lớn. Nhưng dù sao đi nữa, hắn cũng sẽ chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất trong tất cả mọi chuyện. Hiện nay, cô gái váy trắng đã rời đi, cô gái tóc đuôi ngựa cũng sẽ không xuất hiện, mọi việc chỉ có thể dựa vào bản thân. Như nghĩ đến gì đó, Diệp Huyên quay sang hỏi đại tỷ, chuyện gì sẽ xảy ra khi đạo tắc tập hợp đông đủ? Đại tỷ đáp, vô địch ngũ duy. Diệp Huyên tỏ vẻ chần chừ. Có phải hơi khoa trương rồi không? Đại tỷ nhìn hắn, tiên sinh không bằng chủ nhân của ba thanh kiếm trong tháp. Nhưng đừng quên tòa tháp và chín đạo tắc chúng ta đã từng giao thủ với họ. Diệp Huyên im lặng. Tháp giới ngục đã từng đại chiến cùng ba người trong nhóm cô gái váy trắng. Tuy kết quả cuối cùng là bị đánh bay, nhưng cũng đủ để chứng minh nó mạnh đến nhường nào. Trong vũ trụ ngũ duy này căn bản không ai có thể giao thủ với ba người kia cả. Đại tỷ lại nói, ta đã liên hệ ba đạo tắc còn lại, các nàng sẽ tức tốc trở về. Khi ấy, đạo tắc tề tựu, người sẽ hết hồn một phen. Diệp Huyên cười, rất chờ mong. Đại tỷ đánh giá hắn một phen, vấn đề lớn nhất hiện nay của ngươi là cảnh giới. Nếu không đề cao nó, ngươi sẽ không thể phát huy uy lực chân chính cho dù đạo tắc đã tề tựu. Diệp Huyên gật đầu, ta biết rồi. Hắn hiện chỉ mới đến luân hồi cảnh, tuy có thể mượn kiếm vực đạt đến phá giới cảnh, nhưng làm vậy tương đương với đi đường ngang ngõ tắt. Cảnh giới của bản thân hắn vẫn là một khuyết điểm. Nhất định phải đề cao nó. Nhưng trước mắt, có một chuyện quan trọng hơn phải làm. Diệp Huyên rời khỏi phòng, nhìn ông lão đứng cách đó không xa. Tất Thương, người được cô gái tóc đuôi ngựa để lại giúp đỡ hắn. Thấy Diệp Huyên đi đến, Tất Thương vội thi lễ, Diệp Thiếu. Hắn lắc đầu, tiền bối gọi ta là Diệp Huyên hay Diệp Tiểu Hữu là được. Gã lưỡng lự một chút rồi gật đầu, được. Diệp Huyên hỏi, ông là giáo chủ Thánh Đường. Phải. Tình hình lĩnh vực hiện nay thế nào? Tất Thương liếc mắt, từ nay về sau, lĩnh vực tuyệt đối sẽ không đến trêu chọc Diệp Tiểu Hữu nữa. Nếu sớm biết sau lưng Diệp Huyên có những cường giả khủng bố kia, có đánh chết gã cũng không đến. Cô gái tóc đuôi ngựa kia quá khủng khiếp rồi. Như nghĩ đến gì đó, Tất Thương lại nói. Diệp Tiểu Hữu, người của Thánh Đường bên ta có thể đến đây không? Diệp Huyên, ông muốn đưa họ đến vũ trụ ngũ duy. Gã gật đầu, không dám giấu giếm cậu, linh khí lĩnh vực đã trở nên tồi tệ vô cùng, không thích hợp để tu luyện. Chính vì vậy nên họ mới muốn đoạt lấy thư phòng của Tiểu Hữu, hòng mượn nó đến tấn công lục duy. Hừ! Một tiếng cười lạnh bỗng truyền đến từ gần đó. Diệp Huyên quay đầu. Thấy người đang đi đến là Lý Trần Phong.
Ông ta nói với Tất Thương, tấn công Lục Duy. Lĩnh vực các ngươi tự đề cao bản thân quá rồi. Tất Thương nhàn nhạt đáp, nếu không có lá chắn vũ trụ kia, lĩnh vực lần này đã trực tiếp tấn công Lục Duy. Lý Trần Phong cười nhạt, đặt chân đến Lục Duy là tự tìm đường chết. Tất Thương chỉ nhìn lại, không nói gì. Diệp Huyên nói với Lý Trần Phong, Lý tiền bối, lần này xin đa tạ. Ông ta cười, Diệp công tử đừng khách khí. Lần này cho dù không có chúng ta, công tử cũng có thể hóa nguy thành an. Ông ta thật sự không lo lắng, bởi vì sau lưng Diệp Huyên còn có một siêu cường giả, chính là cô gái váy trắng kia. Nếu nàng xuất hiện, e rằng một nửa lĩnh vực sẽ bốc hơi khỏi nhân thế. Không ngờ rằng người xuất hiện không phải nàng, mà là một cô gái cầm thương khác. Lý Trần Phong càng không ngờ nàng này cũng mạnh kinh khủng đến vậy. Thế lực chống lưng cho Diệp Huyên quả thật rất đáng sợ. Mà Liên Hợp Điện trước đó còn muốn cướp lấy thư phòng trong tay hắn. Lý Trần Phong không khỏi rùng mình khi nghĩ lại. Diệp Huyên bỗng hỏi, là ai đã phái Lý tiền bối xuống hỗ trợ? Đối phương do dự một hồi rồi nói, cụ thể thế nào ta cũng không rõ, chúng ta chỉ phụng mệnh xuống đây mà thôi. Văn Điện Chủ. Phải. Diệp Huyên khó hiểu, vì sao nàng ấy lại muốn giúp đỡ ta? Tất Thương cũng đưa mắt nhìn Lý Trần Phong, hiển nhiên cũng muốn biết điều này. Vì sao Lục Duy lại đến giúp Diệp Huyên? Điều này quá bất thường. Lý Trần Phong do dự, cụ thể thế nào ta cũng không rõ, nhưng hẳn là có liên quan đến nữ tiền bối váy trắng kia. Lại là nàng. Diệp Huyên im lặng. Thật ra hắn đã đoán được điều này. Lý Trần Phong bỗng nói, Diệp Tiểu Hữu, ngũ duy kiếp của thế giới này sắp đến rồi, chỉ bằng chúng ta cùng đến Lục Duy. Cùng đến Lục Duy ư. Tất Thương đánh mắt nhìn Diệp Huyên, không khỏi cảm thấy động lòng. Thật ra nếu có thể trực tiếp tiến lên Lục Duy thì bọn họ đã đi rồi. Bởi vì cho dù ngũ duy hay lĩnh vực sắp phải trải qua ngũ duy kiếp, bản thân những người này đã rất mạnh, có thể sống sót qua đại họa, nhưng sau đó thì sao? Sau khi trải qua ngũ duy kiếp, linh khí trong một thời gian ngắn sau đó sẽ ít ỏi vô cùng, không thể tu luyện. Vì vậy với những cường giả đỉnh cao như họ, lên Lục Duy mới là lựa chọn tốt nhất. Ngặt nỗi Lục Duy căn bản không để họ lên. Mà Diệp Huyên lúc này lại có cơ hội làm điều đó, khiến Tất Thương cảm thấy có chút phức tạp. Quả nhiên có người chống lưng là sẽ có khác biệt. Thứ người khác phải bỏ mạng ra để đổi lấy, hắn không cần bỏ ra gì cả đã lập tức có được. So sánh với nhau, thật là tức chết người. Nhưng Diệp Huyên lại lắc đầu, ta không đi. Lý Trần Phong trần trừ, Diệp Tiểu Hữu, nếu ở lại đây, cậu sẽ phải trải qua ngũ duy kiếp. Diệp Huyên chỉ cười, bạn bè của ta đều ở đây. Lý Trần Phong thấp giọng thở dài. Liên Hợp Điện rất hy vọng Diệp Huyên có thể đi lên, khi ấy bọn họ sẽ chẳng khác gì hổ thêm cánh. Tiếc rằng Diệp Huyên lại không nỡ bỏ lại những người ngũ duy này. Lý Trần Phong biết rõ Lục Duy tuyệt đối sẽ không để cho tất cả cùng đi lên. Trật tự hiện nay của Lục Duy là không được phép bị phá vỡ, bằng không nó sẽ đi vào vết xe đổ của ngũ duy và lĩnh vực. Diệp Huyên cười, tâm ý của tiền bối và Lục Duy, Diệp Huyên ta xin nhận. Lý Trần Phong mỉm cười, Diệp Tiểu Hữu trọng tình trọng nghĩa, tại hạ bội phục. Văn Điện Chủ đã giao phó, nếu Tiểu Hữu đổi ý, có thể đến tìm ta bất kỳ lúc nào. Diệp Huyên, liên hệ với các vị ư. Lý Trần Phong gật đầu, Tiểu Hữu có thể tìm đến thiên đạo ở ngũ duy này. Thiên đạo ngũ duy. Diệp Huyên im lặng, chẳng lẽ việc Lục Duy đến hỗ trợ lần này có liên quan đến nàng ta? Lý Trần Phong, Tiểu Hữu, chúng ta cáo từ trước. Diệp Huyên ôm quyền, bảo trọng. Lý Trần Phong gật đầu, bảo trọng. Sau đó, ông ta mang theo các cường giả Lục Duy biến mất. Tất Thương bỗng lên tiếng, Diệp Tiểu Hữu. Thật ra chúng ta hoàn toàn có thể dẫn theo toàn thể người ngũ duy đánh lên Lục Duy. Diệp Huyên nhìn sang, thấy gã cười, Lục Duy không có ngũ duy kiếp, chúng ta. Hắn nhoẻn môi, đánh rồi thì sao? Tất Thương sửng sốt, nói, sau đó, mọi người sẽ không phải trải qua ngũ duy kiếp nữa, sẽ. Diệp Huyên lắc đầu, không lâu sau đó,
Lục Duy cũng sẽ phải chịu ngũ duy kiếp. Hắn quay đầu nhìn bốn phía, nói, vũ trụ này phải thay đổi, hãy để ta là người thay đổi nó. Thay đổi vũ trụ này. Nhìn bóng lưng Diệp Huyên rời đi, thần sắc Tất Thương trở nên đôi phần kỳ lạ. Gã biết Diệp Huyên có ý gì, nhưng việc này lại quá khó khăn. Sau một hồi trầm tư, Tất Thương thấp giọng thở dài giữa cảm xúc phức tạp. Không thể không nói, việc Diệp Huyên từ bỏ cơ hội lên Lục Duy lần này. Có hơi. Chấm chấm chấm. Ở nơi xa, Diệp Huyên tìm thấy võ tịnh của thượng giới. Lần này, thượng giới đã tổn thất hơn 10 vị siêu cường giả. Diệp Huyên ôm quyền với võ tịnh, đa tạ tiền bối đã đến tương trợ. Đối phương cười đáp, khách khí. Diệp Huyên do dự một hồi rồi hỏi, vì sao tiền bối lại xuống đây? Hắn biết bản thân còn chưa có đủ mặt mũi để họ làm vậy. Võ tịnh chỉ cười, xem như là kết thiện duyên được không? Diệp Huyên đáp, được chứ. Võ tịnh, cậu hẳn nên đi cùng họ. Diệp Huyên cười, thế thì những người bên ta biết phải làm sao? Võ tịnh khẽ nói, trên đường võ đạo, quá nhiều vướng bận cũng không phải chuyện tốt. Diệp Huyên, không phải vướng bận, mà là trách nhiệm. Tiền bối xem, họ không rời bỏ ta khi đại quân linh vực đến, thì sao ta có thể bỏ họ lại được? Thấy hắn ta không nói gì, hắn tiếp lời, tiền bối, ngũ duy kiếp sắp đến, hay là các vị ở lại đây, ngày sau cùng nhau chống lại nó. Võ tịnh cười, được. Lục Duy chịu nể mặt Diệp Huyên nhưng không có nghĩa sẽ nể mặt họ, họ cũng không có cách nào đi vào. Mà muốn sống sót qua ngũ duy kiếp, chỉ có cách duy nhất là đi theo Diệp Huyên, người sở hữu cả thư phòng lẫn người chống lưng. Sau một hồi tán gẫu cùng võ tịnh, Diệp Huyên mới xoay người rời đi. Sau đó, vệ thương hành xuất hiện bên võ tịnh, nhìn theo bóng lưng kia, nói. Không ngờ hắn lại từ bỏ cơ hội đến Lục Duy. Võ tịnh nhàn nhạt nói, chúng ta nên vui mừng mới phải. Võ thương hành nhìn sang, vì sao? Võ tịnh, nếu hắn ích kỷ hơn mà rời đi, vũ trụ này sẽ không còn thư phòng nữa. Chẳng lẽ không đáng để ăn mừng? Võ thương hành im lặng. Chấm chấm chấm. Diệp Huyên bước vào đại điện, thấy A Mục và những người khác đều đã tề tựu đông đủ, ai nấy đều đang nhìn hắn. Hắn mỉm cười, kẻ địch lớn nhất của chúng ta bây giờ là ngũ duy kiếp. Cả điện rơi vào im lặng. Ngũ duy kiếp, tai họa còn lớn hơn cả hiểm họa từ linh vực vừa được hóa giải. Diệp Huyên, thực lực của tất cả chúng ta còn chưa đủ, vì vậy trong thời gian sắp tới, mọi người phải nâng cao sức mạnh của mình. A Mục bỗng hỏi, người có ý kiến gì không? Diệp Huyên nhìn sang Lục sư tỷ, thực lực của các sư huynh kiếm tông vượt xa các tộc. Ta muốn nhờ họ chỉ điểm một chút, Lục sư tỷ thấy thế nào? Nàng ta gật đầu, được. Diệp Huyên lại nói với Tất Thương, tiền bối, các cường giả bán bộ độn nhất của người có thể hỗ trợ một chút chứ? Gã cười, tất nhiên rồi. Diệp Huyên, chúng ta có thể thiếu hụt một vài tài nguyên tu luyện. Tất Thương chần chừ một chút rồi nói, Diệp tiểu hữu yên tâm, thánh đường chúng ta nhiều năm qua cũng tích góp lại không ít. Nhưng e rằng chỉ có thể tập trung cho vài người. Hơn nữa, tiểu hữu phải hiểu, để đào tạo ra một cường giả quy nguyên phá giới cảnh yêu cầu tiêu tốn rất nhiều, và đó là dưới điều kiện đối phương đã có sẵn thiên phú và tiềm lực. Gã nói vậy vì sợ Diệp Huyên đang muốn đào tạo một đội quân quy nguyên phá giới cảnh, một điều quá mức khó khăn. Diệp Huyên gật đầu, ta biết, nhưng vào lúc này, chúng ta chỉ có thể dốc toàn lực để bản thân càng mạnh hơn. Thấy Tất Thương có điều muốn nói, Diệp Huyên lên tiếng, tiền bối muốn gì cứ nói. Tất Thương, không đủ tài nguyên tu luyện. Diệp Huyên cười, ta chuẩn bị đi linh vực một chuyến. Lời này khiến mọi người cả kinh. Tất Thương cũng ngẩn ra nhìn Diệp Huyên, không biết nói sao. Chẳng lẽ hắn định đi báo thù? Diệp Huyên nói, A Mục đi cùng ta. Nàng ta gật đầu cười, được thôi. Diệp Huyên dặn dò những người khác một phen rồi mang A Mục và Tất Thương đến linh vực. Hắn ngự kiếm mà đi trong vũ trụ, A Mục sóng vai kế bên, phía sau là Tất Thương. Tuy gã mạnh hơn hai người kia nhưng không dám khinh thường Diệp Huyên dù chỉ một chút.
không chỉ vì cô gái tóc đuôi ngựa kia mà còn vì thái độ của Lục Duy với Diệp Huyên, chỉ có thể dùng bốn chữ không thể tưởng tượng mà hình dung. Lục Duy tuyệt đối không yếu hơn linh vực, nhưng lại bằng lòng phá lệ vì Diệp Huyên, hơn nữa lại còn vô cùng nhún nhường trước mặt hắn. Tuyệt đối không bình thường chút nào. Lục Duy khiêm tốn đến vậy, chỉ có thể là vì họ không dám trêu vào Diệp Huyên. Mỗi lần nghĩ đến đây, Tất Thương lại thấy khổ sở trong lòng. Bọn gã rốt cuộc đã chọc đến hạng quái vật nào vậy? Nhưng ít nhất, gã may mắn còn sống, mà Quan Thánh và Thái Cổ Nguyên đã bỏ mạng. Tất Thương không khỏi nhớ đến một câu mà sư phụ gã từng nói. Con người ấy mà, khi nên sợ thì tuyệt đối phải sợ. Bởi nhiều khi sợ không phải hèn hạ, ngược lại chính là đại trí. Đúng lúc này, Diệp Huyên bỗng lên tiếng, Tất Thương tiền bối, trước kia các người định giết ta, đoạt lấy thư phòng rồi tính kế Lục Duy sao? Tất Thương nhếch mép, khi ấy đúng là nghĩ như vậy. Diệp Huyên, vì sao không trực tiếp đánh vào Lục Duy? Làm vậy dù sao cũng bất việc hơn. Tất Thương do dự rồi đáp, khi ấy chúng ta cho rằng xử lý ngươi sẽ dễ hơn. A Mục nghe vậy không khỏi che miệng bật cười. Diệp Huyên nhìn Tất Thương. Thật ra gã nghĩ như vậy cũng không sai, nếu không có sự xuất hiện của cô gái tóc đuôi ngựa, hắn đã không thể ngăn cản được linh vực. Bỗng nghĩ đến gì đó, hắn nói, tiền bối tầng 9 cũng có thể đi ra rồi đúng không? Đối phương, phải. Diệp Huyên có phần khó hiểu, vậy sao người không ra? Ở trong tháp vui lắm à? Tầng 9 nhàn nhạt đáp, ta thấy ở trong đây rất tốt, cần gì phải ra? Diệp Huyên, vì sao? Người không muốn tự do ư? Tầng 9, trước kia rất muốn, nhưng giờ ta muốn sống hơn. Trước khi ngũ duy kiếp kết thúc, ta cứ đi theo ngươi là an toàn nhất. Sắc mặt Diệp Huyên có phần kỳ quặc, lấy thực lực của tiền bối, đi vào Lục Duy hẳn không phải chuyện khó khăn gì. Trong lòng ngươi, ta lợi hại lắm sao? Đúng vậy. Cảm ơn ngươi đã đánh giá ta cao như vậy, tiếc là ta không lợi hại đến thế đâu. Để lên Lục Duy thì phải thỏa mãn được 3 điều kiện, thứ nhất, được thiên đạo nơi này cho phép, thứ nhì, vượt qua vách ngăn vũ trụ, một quá trình nguy hiểm vô cùng, thứ ba, được Lục Duy cho phép. Ta nói cho tiểu tử ngươi hay, Lục Duy nể mặt ngươi không có nghĩa là sẽ nể mặt người khác. Bọn họ nhạy cảm lắm, cũng không hoan nghênh cường giả nơi khác đến chỗ họ. Diệp Huyên im lặng. Thật ra thì hắn hiểu vì sao Lục Duy lại làm vậy. Bởi vì những cường giả từ nơi khác đến chưa chắc sẽ bằng lòng tuân theo quy tắc, từ đó có thể phá vỡ trật tự hiện hữu của họ. Theo lời Tất Thương nói, nếu hắn mở miệng nhờ vả, cô gái tóc đuôi ngựa hẳn là có thể đưa người của hạ giới đến Lục Duy. Nhưng sau đó thì sao? Cưỡng ép thay đổi trật tự Lục Duy ư? Rồi nhiều năm sau đó, bọn rút Lục Duy xong rồi, họ lại phải trải qua ngũ duy kiếp. Chừng nào người ngũ duy chưa chịu thay đổi, kiếp số sẽ vĩnh viễn tồn tại. Vì vậy, tuy biết thay đổi là một điều rất khó, hắn vẫn lựa chọn đi làm. Tầng 9 bỗng nói, tiểu tử này, người từ bỏ cơ hội đi lên thật sự là có hơi đáng tiếc. Diệp Huyên cười, không có gì tiếc cả, ta thấy vũ trụ này cũng rất tốt rồi. Tầng 9, người muốn thay đổi nó. Chẳng lẽ không thể? Sau một hồi im lặng, đối phương đáp, ta phát hiện ngươi đang đi theo con đường của tiên tri. Vì sao lại nói vậy, Diệp Huyên khó hiểu. Bởi vì tiên tri cũng muốn thay đổi. Diệp Huyên im lặng, bỗng nhiên nhớ đến nhân quả mà cô gái tóc đuôi ngựa đã nói. Chẳng lẽ vận mệnh của hắn thật sự đã được người khác sắp xếp? Hắn lắc đầu cười. Nếu là trước đây, hắn sẽ để tâm đến việc này, sẽ buồn rầu, sẽ tức giận. Nhưng bây giờ, hắn chỉ để ý một điều, chỉ cần không thẹn với lòng mình là được. Nếu nói việc hắn phải làm là thiên ý, vậy thì cứ thuận trời mà đi, nếu là nhân ý, thì thuận người mà đi, có gì đâu. Quỳnh! Bỗng nhiên, một luồng khí thức hùng mạnh ồ ạt tuôn ra từ trong người hắn. Đồng thời, kiếm ý hùng hậu cũng chấn động dâng trào trong người Diệp Huyên. Tất Thương sửng sốt. Tầng 9 ngây ra. A Mục cũng nhìn hắn đầy kinh ngạc. Sắp đột phá ư. Bản thân Diệp Huyên cũng đớ người. Chuyện gì thế này? Bỗng,
Giọng đại tỷ xuất hiện, tâm niệm thông thấu. Diệp Huyên ngây ngẩn, sau đó bèn hiểu rõ. Nếu việc hắn phải làm là thiên ý, vậy thì cứ thuận trời mà đi, nếu là nhân ý, thì thuận người mà đi. Đây không phải thuận trời hay thuận người, mà là thuận lòng mà đi. Thuận theo lòng mình. Bản thân muốn làm gì, chỉ cần đó là việc mình phải làm, hơn nữa còn không thẹn với lòng, thì thiên ý hay nhân ý có ảnh hưởng gì? Nghĩ vậy, khóe miệng Diệp Huyên khẽ cong lên, hai mắt chậm rãi khép lại. Khí tức trên người hắn càng trở nên mạnh mẽ, kiếm ý cũng điên cuồng tăng vọt. Vũ trụ trong phạm vi mấy vạn trượng bỗng chốc sôi trào, thanh thế kinh khủng vô cùng. Kiếm trong tay hắn cũng chấn động như đang rất phấn khích. Hắn sắp đột phá rồi. A Mục vui sướng, thầm nhủ Diệp Huyên đột phá chắc chắn là chuyện tốt. Vẻ mặt Tất Thương lại có chút nghiêm trọng, mồ hôi lạnh nhỏ xuống trên trán. Chỉ đi một chuyến thế này thôi mà đã đột phá á? Mẹ nó, không phải gian lận thì là gì? Tất Thương nghĩ, bằng không sau này cứ tôn xưng hắn là Diệp Thiếu đi. Ở một nơi nào đó trong vũ trụ, thiên đạo ngũ duy đang chậm rãi nện bước. Nàng ta dạo gần đây có chút bận rộn, không chỉ vì có quá nhiều việc mà còn vì ngũ duy kiếp sắp đến. Trước kia khi cô gái váy trắng còn ở đây thì thiên đạo sẽ được rảnh rỗi vô cùng, bởi nàng kia có năng lực trấn nhiếp hết thảy, không để bất kỳ phiền toái nào phát sinh. Nhưng từ khi nàng rời đi rồi, vũ trụ này càng lúc càng xảy ra nhiều việc phiền phức. Nói tóm lại, thiên đạo bây giờ bận đến tối tăm mặt mũi. Bỗng nàng ta dừng lại, nhẹ nhàng đưa tay vuốt nhẹ trước mặt. Không gian nơi đó lập tức trở nên mờ ảo, vô số sợi dây xuất hiện trong mắt. Đó chính là dây nhân quả. Chúng không thuộc về nàng ta, mà thuộc về Diệp Huyên. Chân mày thiên đạo khẽ cao lại khi phát hiện, chúng không chỉ đang tăng lên về mặt số lượng mà ngày càng ngưng tụ thành thực chất. Bỗng nhiên, một giọng nói vang lên bên tai, vì sao cô gái kia không dứt khoát chém đứt những mối nhân quả này của hắn? Thiên đạo nhẹ giọng đáp, vì hắn sẽ chết nếu làm vậy. Người duy nhất có thể khiến nàng kia buông kiếm, chỉ có hắn. Giọng nói ra chiều khó hiểu, vì sao hắn lại chết? Thiên đạo cười, giống như người bình thường có một khối u trên cơ thể vậy. Liệu chém nó đi rồi thì sẽ sống sao? Không, khi ấy chỉ càng chết nhanh hơn. Giọng nói kia im lặng. Thiên đạo tiếp lời, cách giải quyết duy nhất là trông vào bản thân hắn. Chỉ có hắn mới có thể chém đứt hoặc thay đổi nhân quả trên người mình. Hắn làm được không? Không. Giọng nói. Thiên đạo, nhưng hắn sẽ còn làm tốt hơn. Giọng nói kia không hiểu, nghĩa là thế nào? Thiên đạo cười, nếu không thể cắt khối u đi, vì sao không sống cùng với nó? Điều hắn đang làm hiện giờ chính là thuận theo khối u, cùng nó tạo ra thế cân bằng. Nói đơn giản hơn, điều hắn muốn làm cũng là điều khối u phải làm, vì vậy nó sẽ không chỉ không hại hắn, mà còn sẽ giúp đỡ hắn. Nói đến đây, khóe môi nàng ta khẽ nhếch lên, đúng là một tên nhóc thú vị vô cùng. Giọng nói kia bỗng hỏi, lỡ như ngày sau cả hai phát sinh mâu thuẫn gì thì sao? Thiên đạo đảo mắt, chuyện ngày sau để ngày sau tính, nghĩ nhiều thế làm gì? Vấn đề kia vẫn sẽ luôn tồn tại, hắn không thể trốn được. Thiên đạo cười, có một vài chuyện không thể giải quyết chỉ trong phút chốc. Giọng nói, người thông minh như vậy, có thể giúp hắn không? Thiên đạo vuốt tay, có phải đại tỷ đánh giá ta cao quá rồi không? Giọng nói, ta thấy ngươi rất lợi hại. Thiên đạo chớp mắt, rất lợi hại luôn cơ à? Phải. Thiên đạo bật cười, ta không thể giải quyết nhân quả trên người hắn, nhưng... Nàng ta chớp mắt, nhưng có thể thay đổi chúng một chút. Giọng nói không hiểu, thay đổi. Thiên đạo gật đầu, ví dụ như khối u kia vốn mọc trên đầu hắn. Nhưng bây giờ chúng ta rời nó xuống mông hắn vậy. Chấm chấm chấm. Thiên đạo phá ra cười khanh khách rồi đi về trước, chẳng mấy chốc đã về đến hiệu cầm đồ thiên đạo. Ở bên trong, tiểu đạo vừa thấy nàng ta vào đã thấp giọng hỏi. Bọn họ đã đến ư? Gia tộc ma đạo. Thiên đạo gật đầu, đúng vậy. Tiểu đạo, cô thay ta cản lại. Thiên đạo cười, phải. Lợi hại lắm đúng không nào?
Tiểu đạo lắc đầu, cô đang tự chuốc phiền toái vào thân. Chỉ có bản thân nàng ta mới biết gia tộc của mình khủng khiếp đến nhường nào. Thiên đạo chỉ chớp mắt, nếu ta nói ta đã dẫn chút rắc rối đến cho gia tộc của cô có để ý không? Tiểu đạo, cô đừng chơi với lửa, để rồi bị lửa thiêu. Thiên đạo chỉ cười, cô đó, không cần lo cho ta đâu. Ta biết gia tộc ma đạo rất mạnh, nhưng trong khoảng thời gian ngắn sắp tới sẽ không đến gây phiền cho ta. Tiểu đạo khẽ cau mày, vì sao? Thiên đạo cười, vì họ sẽ đi tìm người khác. Tiểu đạo có phần không hiểu, ý cô là thế nào? Thiên đạo vội lắc đầu, không có ý gì cả. Ta đến tìm cô không phải để bàn việc này, mà để nói cho cô một việc khác. Việc gì? Thiên đạo mở to mắt, cô phải hứa sẽ không giận trước đã. Tiểu đạo nhàn nhạt nói, có nói hay không? Thiên đạo vội nói, cô có muốn đột phá huyết mạch không? Tiểu đạo khẽ cau mày, cô có ý gì? Thiên đạo cười, ta có cách để huyết mạch của cô có thể đột phá. Tiểu đạo nghe vậy, hai tay không khỏi siết chặt, nói cô có biết cô đang nói gì không? Đối phương gật đầu, biết. Tiểu đạo nhìn thiên đạo không chớp mắt, gia tộc ma đạo ta mấy trăm nghìn năm qua đã không ai có thể đột phá. Tuy ta cảm thấy bản thân cũng rất lợi hại, nhưng ta không tin có thể phá vỡ ràng buộc của huyết mạch, thay đổi cả gia tộc. Huyết mạch của gia tộc ma đạo bá đạo vô cùng, xếp thứ hai trong thế giới của nàng ta, có công rất lớn trong việc đưa gia tộc họ trở thành siêu bá chủ. Khi con cháu gia tộc ma đạo ra đời, đặc biệt là con cháu dòng chính, sẽ vĩnh viễn mang trong mình huyết mạch ma đạo, không chỉ có thể tu luyện hơn người khác mấy lần, mà một khi kích hoạt còn có thể khiến họ vượt xa người thường. Nhưng gia tộc ma đạo thành bởi huyết mạch, bại cũng bởi huyết mạch. Chính vì sức mạnh kinh khủng ấy mà muốn đột phá những ràng buộc của huyết mạch cũng khó như lên trời. Vậy mà giờ đây, thiên đạo lại nói có thể giúp tiểu đạo đột phá. Nàng ta ôm mấy phần khó tin, rồi lại biết thiên đạo là người có thể tin cậy. Thiên đạo, ta nói thật. Tiểu đạo, cách gì? Thiên đạo chớp mắt, nhưng ta nói trước, cô không được phép nổi giận. Tiểu đạo, được, ta sẽ không giận. Thiên đạo nghiêm túc, cô biết huyết mạch của Diệp Huyên chứ? Tiểu đạo gật đầu, biết, không kém huyết mạch ma đạo của ta là bao. Thiên đạo, cách của ta ấy à, chính là kết hợp huyết mạch của hai người với nhau, khi ấy chắc chắn có thể đột phá. Á, đừng đánh mà, ta còn chưa nói hết. Ui ui ui, cô đã hứa sẽ không giận. Cô, đừng vậy chứ, chỉ là ngủ một giấc thôi có gì đâu. Đơn giản. Chỉ trong chốc lát. Toàn bộ ngục tối vô biên rung chuyển kịch liệt như gặp phải động đất. Chấm chấm chấm. Trong vũ trụ, Diệp Huyên nhắm nghiền hai mắt, kiếm ý và khí tức quanh thân không ngừng tăng lên ngùn ngụt. Bốn phía dần trở nên hư ảo. Tất Thương và A Mục đã lùi lại rất xa. Tất Thương lẳng lặng nhìn Diệp Huyên, biết hắn đã sắp sửa đột phá. A Mục bỗng hỏi, tiền bối, lần này chúng ta đi linh vực liệu có gặp phiền phức gì không? Đây là nỗi lo âu của nàng ta. Tuy linh vực đã tháo chạy nhưng trực giác nói cho nàng biết rằng chuyến đi này sẽ chẳng được yên bình. Tất Thương khẽ đáp, còn phải xem Diệp Tiểu Hữu muốn làm gì. A Mục, ở linh vực có siêu cường giả nào không? Tất Thương gật đầu, ở đảo Trích Tiên có hai người cực kỳ mạnh. Đảo Trích Tiên. A Mục gật đầu, đương lúc định nói gì thì Diệp Huyên ở xa bỗng mở bừng mắt. Kiếm ý và khí tức quanh thân hắn uốn lượn như dòng nước, ồ ạt rút vào trong cơ thể tựa thủy triều, khiến không gian trở lại bình thường. Diệp Huyên đưa tay ra, thấy kiếm Thiên Chu xuất hiện. Giờ phút này, hắn đã đến phàm kiếm tầng 3 đỉnh cao. Vũ trụ ngũ duy hiện nay chưa có ai vượt qua được tầng 3, vì vậy có thể nói hắn đã đạt đến cực hạn cá nhân về kiếm đạo ở nơi này. Không chỉ thế, cảnh giới của hắn cũng đã đột phá thành chủ tế cảnh. Việc đột phá một lần hai thứ hiến Diệp Huyên cũng có chút bất ngờ. Hắn hoàn toàn không nghĩ rằng cả kiếm đạo lẫn cảnh giới đều sẽ đột phá thế này. Tất Thương bỗng lên tiếng, chúc mừng Tiểu Hữu. Diệp Huyên cười, Tất Thương tiền bối, ta biết quy nguyên phá giới cảnh là như thế nào rồi, chính là bán bộ độn nhất. Tất Thương lắc đầu cười, bán bộ độn nhất thật ra chính là cực hạn của quy nguyên phá giới cảnh.
Diệp Huyên không hiểu, nghĩa là sao? Tất Thương hạ giọng, độn nhất cảnh tức là không còn ở trên đại đạo, mà bán bộ độn nhất tức là vẫn còn ở trên đại đạo chứ chưa bước ra cho dù là nửa bước. Có thể nói, bán bộ độn nhất là cực hạn của quy nguyên phá giới cảnh, nhưng so với độn nhất cảnh chân chính mà nói lại kém 108.000 dặm. Gã thoáng dừng lại rồi nói tiếp, trước kia, quan thánh và chúng ta cho rằng có thể đấu với độn nhất cảnh, hóa ra là quá xem thường họ. Cường giả độn nhất cảnh chân chính căn bản không phải người chúng ta có thể chống lại. Sự chênh lệch giữa cảnh giới là thứ không thể bù đắp bằng ngoại vật. Cô gái buộc tóc đuôi ngựa kia ít nhất cũng đã đến độn nhất cảnh, mà gã hoàn toàn không có khả năng phản kháng trước nàng ta. Đã vậy đối phương chỉ là một phân thân. Nhớ lại lúc cùng quan thánh đàm luận, rằng có thể giao thủ với cường giả độn nhất cảnh, bây giờ hóa ra chỉ là trò cười. Diệp Huyên im lặng, không ngờ chênh lệch giữa độn nhất cảnh và bán bộ độn nhất lại nhiều đến vậy. Độn nhất ư? Hắn ngẩng đầu nhìn vũ trụ, rời khỏi đại đạo, không còn ở trong đại đạo, phải làm thế nào mới được như vậy? Bỗng nhiên hối hận vì đã không hỏi cô gái váy trắng. Một hồi sau, hắn thu lại suy tư, nói với Tất Thương và A Mục, chúng ta đi thôi. Tất Thương gật đầu. Ba người biến mất trong vũ trụ, hồi lâu sau đã đến linh vực. Sau khi đặt chân vào, Tất Thương bỗng hỏi, Diệp Tiểu Hữu, mục đích của ngươi khi đến linh vực là gì? Diệp Huyên nhìn về cuối chân trời, đơn giản. Tất Thương im lặng chờ hắn nói tiếp. Diệp Huyên lạnh lùng phát, thuận ta thì sống, nghịch ta ắt chết. Tất Thương. Diệp Huyên vừa dứt lời, xung quanh bỗng trở nên yên tĩnh. Tất Thương trầm mặc. Gã đã đoán được, lần này Diệp Huyên không phải đến chơi. Bầu trời linh vực sắp đổi sắc rồi. Tất Thương thấp giọng thở dài. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên nói, Tất Thương tiền bối, làm phiền ông dẫn đường đến âm linh tộc. Âm linh tộc. Tất Thương gật đầu, được. Nói xong, gã dẫn Diệp Huyên và A Mục biến mất ở cuối chân trời. Âm linh giới. Lúc này âm linh giới đang âm u đầy hơi thở chết chóc. Từ sau vụ chiến bại ở vũ trụ ngũ duy, tất cả cường giả âm linh tộc đều sống trong sự hoảng sợ. Người phụ nữ kia, chỉ một thương đã giết chết cường giả bán bộ độn nhất cảnh. Thế này thì làm sao mà đánh? Không thể đánh lại được. Nếu người phụ nữ kia đến âm linh tộc. Chỉ cần nghĩ đến đây, cường giả âm linh tộc lại không kềm lòng được mà hoảng loạn. Đúng vào hôm nay, Quan Âm đang ở trong góc phòng đột nhiên mở choàng hai mắt, một khắc sau, ả ta lập tức xuất hiện trên bầu trời âm linh tộc. Mà lúc này đây, tất cả cường giả âm linh tộc đang đua nhau ngẩng lên nhìn trời. Ở phía chân trời có ba người đang đứng, dẫn đầu là Diệp Huyên. Hắn đến rồi. Quan Âm nhìn Diệp Huyên, không nói gì. Lúc này, cường giả âm linh tộc cũng đã tụ lại xung quanh ả ta. Diệp Huyên nhìn Quan Âm, từ khoảnh khắc này trở đi, A Mục sẽ tiếp quản âm linh tộc, người có ý kiến gì không? Quan Âm trầm mặc. Diệp Huyên đột nhiên chém một kiếm ra. Dưới một kiếm đó, cánh tay Quan Âm lập tức văng ra ngoài, máu tươi bắn tung tóe. Xung quanh, tất cả cường giả âm linh tộc đều biến sắc, hơn 10 cường giả quy nguyên phá giới cảnh dục dịch muốn ra tay, nhưng lại bị Quan Âm cản lại. Diệp Huyên nhìn Quan Âm, hỏi lại lần cuối, có ý kiến gì không? Quan Âm lắc đầu, không có, từ khoảnh khắc này trở đi, âm linh tộc nghe theo sai bảo của ngươi. À ta biết, âm linh tộc chỉ còn hai kết quả, một là bị diệt tộc, hai là thần phục như Tất Thương của Thánh Đường đã làm. Chiến? Không, không có cơ hội. Người đứng sau Diệp Huyên thật sự quá đáng sợ. Có thể nói, chỉ cần chiến, âm linh tộc chắc chắn sẽ chết. Diệp Huyên quay đầu nhìn về phía A Mục, cô ở lại đây xử lý chuyện của âm linh tộc đi, sau khi xong việc thì dẫn cường giả âm linh tộc đến vũ trụ ngũ duy, đến bên kia rồi thì mọi chuyện đều nghe theo cô sắp xếp. A Mục gật đầu, được. Diệp Huyên nhìn về phía Tất Thương tiền bối, chúng ta đến Thái Cổ tộc đi. Tất Thương liếc mắt nhìn Quan Âm ở phía xa, sau đó nói, để A Mục ở lại đây. Sợ là có chút nguy hiểm. Diệp Huyên quay đầu nhìn Quan Âm, ả dám à. Nói xong,
hắn và Tất Thương cùng biến mất ở nơi xa. Quan Âm đứng tại chỗ lặng thinh. Sắc mặt của các cường giả âm linh tộc xung quanh cũng vô cùng khó coi. Thần phục. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ rằng âm linh tộc lại có một ngày phải thần phục người khác. Cam tâm không? Tất nhiên là không. Một vài cường giả âm linh tộc quay ngoắt sang nhìn A Mục, vẻ mặt không thiện lành gì. A Mục thì lại vô cùng bình tĩnh. Quan Âm quay sang những cường giả âm linh tộc kia, lui ra. Nghe thế bọn họ lại có chút do dự. Quan Âm hít sâu một hơi, các ngươi đánh thắng được người phụ nữ kia sao? Người phụ nữ kia. Cường giả âm linh tộc đều rơi vào lặng thinh, chẳng mấy chốc, một vài cường giả âm linh tộc đã lui xuống. Quan Âm nhìn về phía A Mục đại tế ti, mời đi theo ta. A Mục gật đầu, được. Nói xong, cả hai cùng rời đi. Chấm chấm chấm. Mà ở nơi chân trời xa xôi, Diệp Huyên và Tất Thương đang đi về phía Thái Cổ tộc, vừa đến nơi, mấy chục hơi thở mạnh mẽ đã đánh ập về phía hắn cùng Tất Thương. Tất Thương khẽ nhíu mày lại, gã vung tay phải lên, những hơi thở kia lập tức bị đánh tan. Lúc này, một thanh niên xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Thái Cổ Minh từng là thiếu tộc trưởng của Thái Cổ tộc, và tất nhiên, lúc này đây, hắn ta đã thành tộc trưởng đương nhiệm. Phía sau Thái Cổ Minh còn có mười mấy cường giả quy nguyên phá giới cảnh. Thái Cổ Minh nhìn Diệp Huyên, không biết Diệp Huynh có thể tha cho Thái Cổ tộc một mạng không? Diệp Huyên gật đầu, có thể. Thái Cổ Minh hơi run, sau đó hỏi, điều kiện là gì? Diệp Huyên nhìn Thái Cổ Minh, từ nay về sau, Thái Cổ tộc nghe ta sai khiến. Vẻ mặt Thái Cổ Minh lập tức trở nên khó coi, Diệp Huynh, có thể đổi điều kiện khác không? Ta! Diệp Huyên đột nhiên tung một chiêu kiếm ra. Xoẹt! Thái Cổ Minh kia còn chưa kịp phản ứng lại đã bị chém đứt một cánh tay. Cường giả Thái Cổ tộc kinh hãi trong lòng, nhưng không ai dám ra tay. Diệp Huyên nhìn Thái Cổ Minh, ta đến đây để thương lượng với ngươi à? Thái Cổ Minh trầm mặc. Lúc này, Tất Thương ở cách đó không xa đột nhiên nói, Thái Cổ muốn diệt tộc sao? Thái Cổ Minh nhìn về phía Diệp Huyên, Diệp Huynh, thật sự muốn cá chết rách lưới sao? Ta! Diệp Huyên đột nhiên đâm ra một kiếm. Ầm! Đầu của Thái Cổ Minh bay ra ngoài. Máu tươi bắn tung tóe. Xung quanh, những cường giả Thái Cổ tộc kia hoàn toàn biến sắc, có một số trong đó định ra tay thì đúng lúc này, một giọng nói vang lên từ phía dưới, dừng tay. Mọi người nghe thế thì ngoảnh lại, nơi đó có một người đàn ông đang bước tới. Lúc này trong đầu Diệp Huyên vang lên giọng nói của Tất Thương, con trai riêng của Thái Cổ Nguyên Thái Cổ Thanh, thiên phú không thua kém gì Thái Cổ Minh, nhưng vì vấn đề thân phận nên bị chèn ép. Thái Cổ Thanh đi tới trước mặt Diệp Huyên, hắn ta hơi hành lễ với Diệp Huyên rồi quay đầu lại nhìn những cường giả Thái Cổ tộc, chư vị đã quên cái chết của tộc trưởng rồi sao? Cái chết của tộc trưởng. Nghe thế, sắc mặt của những cường giả Thái Cổ tộc liền trở nên khó coi. Tộc trưởng bị người ta dùng một thương đâm chết. Thái Cổ Thanh nhìn về phía Diệp Huyên nói, ngươi có thể khiến Thái Cổ tộc phục tùng ta không? Thái Cổ Thanh lắc đầu. Không thể. Ngươi cảm thấy ai nên chết? Thái Cổ Thanh chỉ vào một ông lão đứng cách đó không xa, lão là đệ đệ của tộc trưởng, uy vọng cao nhất. Nghe thế, ông lão kia híp hai mắt lại, lão nhìn chòng chọc vào Thái Cổ Thanh, trong mắt không hề che giấu chút sát ý nào. Diệp Huyên đột nhiên nói, giết. Tất Thương lập tức biến mất, ở phía xa, ông lão kia biến sắc, mọi người cùng nhau ra tay. Nói xong. Lão lập tức tung một quyền về phía trước. Nhưng khi nắm đấm của lão vừa tung ra, đầu lão cổ đã bị một luồng sức mạnh cực đại đập vỡ. Cường giả quy nguyên phá giới cảnh và cường giả bán bộ độn nhất cảnh trung quy vẫn có sự chênh lệch rất lớn. Nhìn thấy lão già kia bị chém chết, cường giả Thái Cổ tộc còn lại đều mơ hồ. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn về phía không trung, hắn cảm nhận được một luồng hơi thở mạnh mẽ ở trên đấy. Bán bộ độn nhất cảnh. Thật ra cho dù là âm linh tộc, thánh đường hay Thái Cổ tộc cũng đều không chỉ dừng lại ở một cường giả bán bộ độn nhất cảnh. Diệp Huyên nhìn phía chân trời, người dám ra tay, ta lập tức diệt sạch Thái Cổ tộc,
chó gà không tha. Phía chân trời không có ai trả lời. Diệp Huyên nhìn Thái Cổ Thanh ở trước mặt, từ giờ trở đi, ngươi chính là tộc trưởng Thái Cổ tộc, ngươi thấy ai nên chết nữa. Thái Cổ Thanh im lặng một lát rồi lắc đầu, không ai cả. Diệp Huyên gật đầu, bảo người trong tộc chuẩn bị đi, sau khi xong xuôi lập tức đến vũ trụ ngũ duy. Thái Cổ Thanh gật đầu, được. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, sau đó lại xoay người rời đi cùng Tất Thương. Thái Cổ Thanh đứng tại chỗ nhìn theo bóng lưng của Diệp Huyên, không biết đang suy nghĩ gì. Tất cả cường giả Thái Cổ tộc ở xung quanh đều im lặng. Nơi xa, Tất Thương bỗng nói, tiểu hữu, Thái Cổ Thanh này không thể khiến chúng quy phục. Diệp Huyên gật đầu, ta biết. Tất Thương nhìn về phía Diệp Huyên. Diệp Huyên cười gằn, thật ra ta rất mong bọn chúng phản kháng. Tất Thương có chút khó hiểu, tại sao? Diệp Huyên nhìn về phía chân trời rồi lạnh nhạt đáp, như thế ta có thể chém giết toàn bộ bọn chúng. Tất Thương. Diệp Huyên bước nhanh về phía xa, thật ra hắn rất muốn tiêu diệt âm linh tộc và thái cổ tộc, nhưng với thực lực cá nhân hiện tại của hắn thì không làm được. Hơn nữa quan trọng nhất là hắn muốn thay đổi vũ trụ này, hắn cần người. Tất Thương nhìn Diệp Huyên, sau đó vội đi theo. Sau khi rời khỏi Thái Cổ tộc, Diệp Huyên bảo Tất Thương dẫn hắn đến Thánh Đường. Tổng bộ của Thánh Đường nằm ở Thánh Thành, thành này vô cùng phồn hoa, dân trong thành nhiều vô kể. Trên phố, Diệp Huyên và Tất Thương chậm rãi song bước. Không ai nhận ra Tất Thương cả, tất nhiên, gã cũng không thường xuất hiện trước mặt người dân. Tất Thương đột nhiên nói, Diệp tiểu hữu. Ta có thể dẫn người của tòa thành này đến ngũ duy không? Diệp Huyên nhìn về phía Tất Thương cười xòa, chỉ là chút tư tâm nhỏ thôi. Việc tu hành của ta có liên quan đến tín ngưỡng chi lực, dân trong thành đều là tín đồ của ta, dẫn họ theo thì vừa có thể cứu họ, vừa có thể để ta tiếp tục tu hành. Diệp Huyên quay đầu nhìn xung quanh rồi nhẹ giọng nói, ông giúp ta truyền lệnh xuống, chỉ cần người của linh vực sẵn lòng thì ai cũng có thể đến vũ trụ ngũ duy. Nếu như ta có thể chống lại ngũ duy kiếp, chúng ta cùng sống, còn nếu không thể, thì mọi người cùng chết. Không muốn thì ta cũng không cưỡng ép, nhưng đến vũ trụ ngũ duy thì phải tuyên theo trật tự của Diệp Huyên hạ xuống. Tất Thương gật đầu, được. Diệp Huyên đột nhiên nói, ta có thể đến thăm viếng đảo Trích Tiên không? Đảo Trích Tiên. Sắc mặt Tất Thương trở nên kỳ lạ, gã vội lắc đầu, Diệp Huyên tiểu hữu, cậu đừng chọc vào hai người kia. Bọn họ là chúa tể không nói lý đó. Diệp Huyên do dự một chốc rồi gật đầu, được. Nghe thế, Tất Thương lập tức thấy nhẹ nhõm, gã thật sự sợ Diệp Huyên sẽ đi chọc vào hai người phụ nữ kia. Hai người nọ điên lắm. Một lát sau, Tất Thương rời đi. Trên phố, Diệp Huyên chậm rãi rảo bước. Ngũ Duy kiếp. Hiện tại hắn đã không còn kẻ địch ở Ngũ Duy, ở Lục Duy cũng không có. Thế nhưng ngũ duy kiếp này hắn buộc phải đối mặt. Đúng lúc này, Diệp Huyên đột nhiên quay đầu lại nhìn, cách hắn không xa là một cô gái mặc váy đen bó sát, tóc cột cao cao, sau lưng đeo kiếm gỗ, trước mặt nàng đặt một bát rượu. Lúc này cô gái kia đột nhiên cầm rượu lên uống một hơi cạn sạch, nàng ta đặt bát lên bàn, sau đó quay đầu nhìn Diệp Huyên, một khắc sau, nàng ta đột nhiên chỉ Diệp Huyên rồi nói, đi. Chuôi kiếm gỗ sau lưng nàng đột nhiên bay ra, thanh kiếm xé không lao đi, chém thẳng vào Diệp Huyên. Trong mắt Diệp Huyên co lại, chân phải hắn giẫm một cái, kiếm vực lập tức xuất hiện, nhưng khoảng khắc thanh kiếm gõ lao vào trong kiếm vực của hắn lại bị phá nát. Thấy cảnh này, Diệp Huyên hoàn toàn biến sắc, hắn siết chặt thiên chu đâm ra trước một cái, mũi kiếm đâm thẳng vào thanh kiếm gõ kia. Diệp Huyên lập tức bị đẩy lùi hơn mấy ngàn trượng, vào sâu một ngọn núi lớn ở ngoài thành, không chỉ thế, thân thể hắn cũng bị nứt ra, thấy rõ được cả xương trắng hờn. Diệp Huyên có chút mông lung. Mẹ kiếp, ông đây vừa đột phá đã bị đánh. Diệp Huyên lúc này thật sự có chút mơ hồ. Nữ kiếm tu trước mắt là ai? Hơn nữa đối phương chỉ cầm một thanh kiếm gỗ. Quan trọng nhất là thân thể của hắn lại không thể hấp thụ được kiếm ý của đối phương. Vô địch kiếm thể lại mất đi hiệu lực vào lúc này. Diệp Huyên nhìn cô gái đang bước về phía hắn, cô gái có khuôn mặt tròn và hàng mày phượng,
ánh mắt rất bình tĩnh nhưng vẫn để lộ hàn ý khiến người ta không rét mà run. Diệp Huyên nhìn cô gái, nếu ta đoán không nhầm thì các hạ hẳn là người của đảo Trích Tiên. Cô gái dừng bước lại, lúc này, chuôi kiếm gỗ đột nhiên bay trở về trước mặt nàng ta, sau đó nàng ta nhẹ nhàng bay lên. Cô gái nhìn Diệp Huyên, đang định ra tay thì Diệp Huyên đột nhiên nói, các hạ xuống đây giết ta thì cũng phải có lý do nào đó chứ. Lúc này thân thể hắn đang tự chữa trị, nhưng chiêu kiếm vừa rồi khiến hắn bị thương quá nặng, nên vẫn cần chút thời gian nữa. Cô gái cầm lấy hồ lô rượu bên hông uống một ngụm lớn rồi nói, có người trả giá cao để ta lấy đầu ngươi. Diệp Huyên vội vàng nói, mặc kệ đối phương đã ra giá bao nhiêu, ta trả gấp đôi. Cô gái buông hồ lô rượu xuống, nàng ta nhìn Diệp Huyên, lông mày hơi nhíu lại, gấp đôi. Diệp Huyên gật đầu, gấp đôi. Cô gái lắc đầu, ta làm người có nguyên tắc lắm. Diệp Huyên xòe tay thẳng ra, 5 lần. 5 lần. Mắt cô gái sáng lên, có thể thương lượng. Diệp Huyên. Cô gái xòe lòng bàn tay ra, trong tay nàng là một sợi khí màu tím đậm, đối phương cho ta cái này, bảo ta lấy mạng ngươi rồi lục ra một thứ trên người ngươi cho họ. Tử khí. Diệp Huyên nhìn tử khí kia, trong mắt ánh lên một tia kinh ngạc, sợi tử khí này tinh khiết thật. Cô gái nhìn Diệp Huyên, ngươi có thứ này không? Diệp Huyên nhìn về phía cô gái, cô cần cái này à? Đúng. Nói xong, nàng ta lại lấy hồ lô ra nốc một hơi lớn. Rất cá tính. Sau khi uống rượu xong, cô gái nhìn về phía Diệp Huyên, có không? Diệp Huyên gật đầu, có. Cô gái bước lên đứng đối diện với Diệp Huyên. Cô gái nhìn Diệp Huyên, đối phương cho ta 100 sợi tử khí như này. Diệp Huyên xòe lòng bàn tay ra, trong tay hắn có một chùm tử khí, nếu tính theo sợi thì ít nhất cũng phải 1.000. Tử khí này của hắn còn tinh khiết hơn của cô gái kia. Thấy trong tay Diệp Huyên có nhiều tử khí như thế, cô gái đeo kiếm gỗ đột nhiên khựng lại, nàng ta nhìn Diệp Huyên, nhiều thế. Diệp Huyên cười nói, ừ, cho cô hết đấy. Ngươi cho ta 500 sợi là được rồi. Diệp Huyên lắc đầu, còn lại coi như là tặng cho cô. Cô gái nhìn Diệp Huyên, tại sao? Diệp Huyên cười nói, xem như để kết bạn với cô vậy. Được không? Bạn. Cô gái im lặng. Diệp Huyên nhìn cô gái, trong lòng âm thầm đề phòng. Thực lực của cô gái này cao hơn Tất Thương không ít, hắn cũng không dám xem thường. Cô gái đột nhiên nhận lấy tử khí rồi nhìn Diệp Huyên, còn nữa không? Diệp Huyên không nói hai lời, lại lấy ra thêm 1.000 sợi tử khí cho nàng ta. Cô gái cũng không từ chối, nàng nhận hết tử khí rồi nói, người thuê ta giết người đến từ Lục Duy, cụ thể là ai thì ta không biết. Lục Duy. Diệp Huyên híp hai mắt lại. Là ai? Chắc hẳn không phải là Liên Hợp Điện. Sắc mặt Diệp Huyên trầm xuống, hắn bỗng phát hiện, Liên Hợp Điện không thể đại diện cho toàn bộ Lục Duy. Liên Hợp Điện không tìm hắn gây sự, không có nghĩa là các thế lực khác cũng không. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn lên bầu trời bên trên, vốn hắn đã nghĩ bây giờ bản thân không còn kẻ địch ở Ngũ Duy lẫn Lục Duy, thế nhưng bây giờ xem ra không phải là vậy rồi. Cô gái đột nhiên nói, thực lực đối phương rất mạnh. Đối phương còn ở đây không? Còn. Diệp Huyên bỗng hỏi, cô rất cần tử khí à? Đúng. Diệp Huyên suy nghĩ một chút rồi nói, ta mời cô về làm hộ vệ, cô thấy được không? Cô gái nói, đắt đấy. Diệp Huyên do dự một chốc rồi hỏi, có thể giảm giá chút không? 1 ngày 300 sợi tử khí. Được, ta phải đi đến một chỗ trước đã. Nói xong, nàng ta nhìn Diệp Huyên, người đi cùng ta luôn không? Diệp Huyên hỏi, nơi nào? Đảo Trích Tiên. Đảo Trích Tiên. Diệp Huyên liếc nhìn cô gái, quả nhiên như hắn đoán, đối phương đến từ đảo Trích Tiên. Cô gái lại hỏi, đi không? Cô bảo ta đến đó để làm gì? Có lẽ cần ngươi giúp một chút. Diệp Huyên gật đầu, đi. Đi. Nói xong, nàng ta lập tức ngự kiếm bay lên. Diệp Huyên cười khổ, cô gái này sao hào sảng quá. Lúc này,
Tất Thương bỗng xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, Tất Thương liếc nhìn tia kiếm quang ở phía xa rồi khẽ hỏi, Diệp tiểu hữu, sao nàng lại đến tìm cậu vậy? Diệp Huyên nói, có người ở Lục Duy thuê nàng giết ta. Lục Duy? Tất Thương cau mày, là ai? Diệp Huyên lắc đầu, không biết, nhưng ta sẽ điều tra cho rõ. Tất Thương gật đầu, xem ra thượng giới vẫn có vài người chưa từ bỏ ý định, muốn cướp đoạt thư phòng của tiểu hữu. Diệp Huyên nhìn về phía Tất Thương, tiền bối, chuyện nơi đây giao cho ông nhé, ta phải đến đảo Trích Tiên một chuyến. Tất Thương do dự một lát rồi bảo, nguy hiểm đấy. Diệp Huyên cười nói, không sao đâu. Nói xong, hắn cũng ngự kiếm bay lên, chớp mắt đã biến mất nơi chân trời. Tất Thương nhìn về nơi xa rồi lắc đầu, thượng giới kia là não heo à. Diệp thiếu mà các ngươi cũng dám động vào, một lũ thiểu năng. Nói xong, gã xoay người rời đi. Cuối chân trời, Diệp Huyên và cô gái kia cùng ngự kiếm bay, cô gái rất thích uống rượu, dọc đường đi không biết đã uống bao nhiêu rồi, toàn thân nồng nặc hơi men. Diệp Huyên liếc mắt nhìn cô gái, tiền bối tên là gì? Cô gái thả hồ lô xuống, A Tử. A Tử. Vẻ mặt Diệp Huyên hơi thay đổi. Chẳng trách cô thích uống rượu. Cô gái quay đầu liếc nhìn Diệp Huyên, thực lực của ngươi rất tốt, ở cảnh giới này mà có thể chỉ bị thương khi đỡ một kiếm của ta, toàn bộ lĩnh vực này, có lẽ chỉ mỗi nha đầu của âm linh tộc kia là miễn cưỡng làm được thôi. Quan Âm. Diệp Huyên hỏi, tiền bối biết Quan Âm cô nương sao? Cô gái tùy ý nói, từng gặp qua, sau đó có chỉ bảo nàng ta hai lần. Diệp Huyên dần giật mí mắt, may mà chỉ mới chỉ bảo hai lần chứ không phải thu nhận đối phương làm đồ đệ, không thì hắn gặp phiền phức to rồi. Hắn coi như cũng đã phát hiện ra, thực lực của cô gái trước mắt này vượt xa Quan Thánh và Tất Thương. Kiếm tu cùng đẳng cấp, sức chiến đấu thường sẽ vượt bậc hơn hẳn. Cô gái lại nói, người đã lĩnh ngộ được vực. Diệp Huyên gật đầu. Cô gái nói, vực của ngươi có vấn đề rất lớn. Nghe vậy, Diệp Huyên liền vui vẻ trong lòng, hắn vội hỏi, vấn đề gì vậy? Cô gái cầm hồ lô bên hông nốc một hơi lớn, sau đó bảo, vực của ngươi quá đơn bạc, không có kiếm ý mạnh mẽ hay kiếm niệm để chống đỡ, loại vực này giống bèo trôi trên mặt nước vậy, quá yếu ớt, thổi một hơi là bay ngay. Diệp Huyên do dự một chút rồi hỏi, kiếm niệm. Cô gái nhìn Diệp Huyên, sư phụ của ngươi không dạy à? Diệp Huyên mở to mắt nhìn, sau đó lắc nguầy nguậy, không có. Nàng chỉ vẽ cho ta một con đường, còn lại thì ta tự mình tìm tòi. Cô gái khẽ nói, chẳng trách. Nói xong, nàng ta lại treo hồ lô rượu sang bên hông, sau đó nói, kiếm niệm chính là niềm tin kiếm đạo của ngươi, kiếm niệm ở trên kiếm ý. Sau khi ý đạt đến cực hạn sẽ trở thành niệm, là một loại thăng hoa của kiếm ý, nhất niệm nhất kiếm nhất niệm, vạn kiếm vạn niệm. Kiếm niệm. Diệp Huyên trầm mặc. Lúc này đây, hắn đột nhiên phát hiện ra được một thế giới mới của kiếm đạo. Kiếm niệm. Phía xa, A Tử không nói gì thêm nữa, nàng ta tiếp tục cầm hồ lô nốc rượu. Diệp Huyên vội vã đi đến trước mặt A Tử. Hắn cười xòa rồi nói, A Tử tiền bối, trên kiếm ý là kiếm niệm, vậy phải là sao để nhất niệm nhất kiếm nhất niệm? A Tử nhìn về phía Diệp Huyên, niềm tin kiếm đạo của ngươi là gì? Diệp Huyên im lặng. Niềm tin kiếm đạo. Diệp Huyên không suy nghĩ bao lâu đã đáp, thủ hộ. Hắn muốn dùng kiếm để bảo vệ muội muội Diệp Liên, bảo vệ mọi người bên cạnh. A Tử khẽ nói, thủ hộ chi niệm. Vậy kiếm của ngươi chính là thủ hộ chi kiếm, niềm tin kiếm đạo của ngươi mạnh bao nhiêu thì kiếm niệm của ngươi sẽ mạnh bấy nhiêu. Nói xong, nàng ta lại nhìn Diệp Huyên, kiếm mạnh vì người, mà người mạnh là vì niệm. Diệp Huyên vội hỏi, phải làm sao? A Tử trầm ngâm một lát rồi nói, lấy niệm làm kiếm. Diệp Huyên lại hỏi, phải như nào mới lấy niệm làm kiếm được? A Tử nhìn Diệp Huyên, ngươi hỏi thế thì thôi dẹp khỏi nói nữa. Diệp Huyên. A Tử lại nói, làm sao để lấy niệm làm kiếm thì cần chính ngươi tự ngộ ra, ngươi có thể ngộ thì sẽ thành, nếu không ngộ được thì có nói bao nhiêu cũng vô nghĩa. Diệp Huyên nhìn về phía chuôi kiếm gỗ của A Tử tiền bối,
thanh kiếm này là kiếm gỗ bình thường thôi à? A Tửu gật đầu, đúng vậy. Kiếm gỗ? Diệp Huyên trầm mặc. Đối phương dùng một thanh kiếm gỗ đã có thể phá vỡ kiếm vực và thân thể của hắn. Kiếm niệm. Diệp Huyên hít sâu một hơi, con đường kiếm đạo này còn xa hơn hắn tưởng nhiều. Người phụ nữ trước mắt này mới là phàm kiếm chân chính. Một thanh kiếm thường ở trong tay nàng ta lại có thể sánh ngang với thần binh lợi khí. Còn như cô gái váy trắng thì chắc chắn cảnh giới của nàng cao hơn với cô gái trước mắt này nhiều, vậy thì vấn đề đến rồi. Rốt cuộc cô gái váy trắng đã đạt được đến mức độ nào? Có một muội muội quá mức mạnh mẽ cũng không hẳn toàn là chuyện tốt. Diệp Huyên lắc đầu cười khổ, hắn nhìn kiếm Thiên Chu trong tay, kiếm niệm, phải như thế nào mới có thể hóa niềm tin kiếm đạo của mình thành kiếm đây? Diệp Huyên rơi vào trầm tư. Mà A Tửu cũng không quấy rầy Diệp Huyên, chỉ đứng cạnh nốc rượu. Dọc đường đi, Diệp Huyên nghĩ mãi mà không ra. Nghĩ đến mức có hơi đau đầu, hắn rất muốn hỏi cô gái trước mắt này, nhưng hắn biết sẽ không có đáp án nào cả. Kiếm tu là vậy đấy, có thể ngộ thì sẽ thành, không thể ngộ thì có nói nhiều hơn cũng vô ích. Đúng lúc này, A Tửu đột nhiên nói, chúng ta đến rồi. Diệp Huyên nhìn về phía cách đó không xa, nơi chân trời có một hòn đảo. Đảo Trích Tiên. A Tửu dẫn Diệp Huyên đáp xuống đảo, lúc đi ngang qua một nơi. Diệp Huyên thấy một pho tượng, khi bắt gặp pho tượng này, hắn lại ngẩn người. Hắn biết pho tượng này. Pho tượng này là một người đàn ông mặc trường bào màu mây trắng, bên hông có đeo một thanh kiếm. Chính là chủ nhân của một trong ba thanh kiếm trên đỉnh tháp. Lúc này đây, Diệp Huyên có chút mơ hồ. Một trong những chủ nhân của mấy thanh kiếm trên đỉnh tháp. Diệp Huyên quay đầu nhìn về phía A Tửu trước mặt, A Tửu tiền bối. Người này là... A Tửu nhìn về phía pho tượng kia, nhẹ giọng nói, sư tổ của đảo Trích Tiên ta. Sư tổ đảo Trích Tiên. Diệp Huyên im lặng. A Tửu lại nói, có vẻ như người biết sư tổ. Diệp Huyên do dự một lát, sau đó nói, thật không dám giấu giếm, ta là người thừa kế của sư tổ các cô. Ặc. A Tửu suýt phun rượu vừa uống vào ra. Diệp Huyên nhìn A Tửu. Vẻ mặt vô tội, ta nghiêm túc mà. A Tửu chớp mắt, có chứng cứ không? Diệp Huyên nghiêm mặt đáp, có. Nói xong, hắn mở lòng bàn tay ra, một thanh kiếm trên đỉnh tháp xuất hiện trong tay hắn. Chính là kiếm của kiếm tu kia. Thấy thanh kiếm trong tay Diệp Huyên, nét mặt A Tửu lập tức thay đổi. Diệp Huyên nhìn A Tửu, ta không nói dối đúng không? A Tửu hỏi Diệp Huyên, người lấy kiếm này ở đâu? Diệp Huyên nghiêm túc nói, sư phụ cho ta. Nét mặt A Tửu hơi kỳ lạ, nàng ta cầm bình rượu hồ lô bên hông lên uống một ngụm, lúc này, đầu óc nàng ta rất hỗn loạn. Không ngờ tên trước mặt lại có bội kiếm của sư tổ. Cái quái gì vậy? Còn gọi sư tổ là sư phụ. Vậy mình phải gọi hắn là gì? Diệp Huyên chợt cất lời. Tính theo vai vế, ta nên gọi cô là sư tỷ. Sư tỷ. A Tửu nhìn về phía Diệp Huyên, vội vàng gật đầu, đúng thế, gọi sư tỷ. Diệp Huyên vội cung kính hành lễ, bái kiến sư tỷ. A Tửu đột nhiên hỏi, sao ngươi lại quen được sư tổ? Diệp Huyên chần chừ một lúc mới nói, rất lâu trước đây, ta từng gặp phân thân của ông ấy kinh ngạc trước thân thể của ta, còn có thiên phú dị bẩm. Cho nên nhận ta làm đệ tử. A Tửu quan sát Diệp Huyên, sau đó nói, chỉ thế thôi ư. Diệp Huyên gật đầu, đúng thế. A Tửu nhìn về phía thanh kiếm trong tay Diệp Huyên, nàng ta im lặng một lát rồi mới nói, bây giờ ta hơi bối rối, để ta uống ngụm rượu lấy lại bình tĩnh đã. Nói xong, nàng ta lại cầm bình rượu hồ lô bên hông lên. Diệp Huyên. Một lát sau. A Tửu xoay người nhìn về phía pho tượng kia, nàng ta uống một ngụm rượu, sau đó nhẹ giọng nói, lại có thêm một sư đệ. Nhưng đảo Trích Tiên ta chỉ có thể có hai người thôi. Phải làm sao đây? Diệp Huyên vội hỏi, vì sao chỉ có thể có hai người? A Tửu nhìn về phía Diệp Huyên, vì trước giờ vẫn luôn chỉ có hai người. Diệp Huyên nghiêm túc nói, có thêm một người cũng không sao, đúng không?
A Tửu ngẫm nghĩ một lát, sau đó nói, nhưng vẫn luôn chỉ có hai người mà. Diệp Huyên tỏ vẻ khổ sở, vậy tỷ muốn đuổi ta đi sao? Dứt lời, hắn xoay người nhìn về phía pho tượng, sau đó khóc to, sư phụ. Đệ tử thật khổ, đầu tiên là bị linh vực đuổi giết, sau đó thì bị Lục Duy đuổi giết, bây giờ gặp sư phụ, vốn tưởng rằng đã tìm thấy chỗ dựa, nhưng sư tỷ lại muốn đuổi ta khỏi sư môn, số ta thật khổ quá. A Tửu đột nhiên nhẹ giọng nói, ta cũng đâu nói sẽ đuổi ngươi ra ngoài. Diệp Huyên vội vàng nhìn về phía A Tửu do dự một lát rồi nói, nhưng trên đảo vẫn luôn chỉ có hai người. Bây giờ, Diệp Huyên lại khóc to, sư phụ, ta thật thảm quá. Thật thê thảm quá hu hu. A Tửu trợn mắt há mồm, một lát sau, nàng ta cầm bình rượu lên uống một ngụm, sau đó nói tiểu sư đệ này có hơi đáng sợ. Thấy Diệp Huyên vẫn còn khóc lóc, A Tửu chợt nói, người ở lại đi. Diệp Huyên vội vàng dừng lại, hắn nhìn về phía A Tửu, cười hì hì cảm ơn sư tỷ. A Tửu. Diệp Huyên cất kiếm đi, sau đó nói, sư tỷ, không phải tỷ muốn làm việc sao? Chúng ta đi làm việc trước đi. A Tửu gật đầu, suýt chút quên mất chuyện này rồi. Nói xong, nàng ta xoay người rời đi. Diệp Huyên vội vàng đuổi theo, chẳng mấy chốc, A Tửu đã dẫn Diệp Huyên tới trước một căn nhà trúc. Diệp Huyên phát hiện, bên trong trưng bày rất nhiều kiếm trúc. A Tửu đi vào trong nhà trúc, Diệp Huyên cũng đi vào theo, hắn gặp được một người bên trong nhà trúc, một thứ người trắng như tuyết, trông rất giống thỏ, hơi thở rất yếu. A Tửu đi tới trước mặt nó, nàng ta mở lòng bàn tay ra, vô số tử khí xuất hiện trước mặt nó, cảm nhận được tử khí, nó lập tức mở mắt ra, sau đó nhìn về phía A Tửu nói, hút đi. Nó chớp mắt, sau đó nhẹ nhàng hít mũi, những tử khí kia lập tức bị nó hít vào mũi. Diệp Huyên cất tiếng hỏi, sư tỷ, đây là linh sao? Sư tỷ. A Tửu hơi sửng sốt, rõ ràng nàng ta vẫn còn chưa quen với sư đệ mới nhận này. Nhưng nàng cũng không phủ nhận, gật đầu, là linh mạch của đảo Trích Tiên. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, sao nó lại yếu thế? A Tửu nói, sau khi mấy tên ngu xuẩn quan thánh kia nuốt chửng linh của linh vực, những linh còn lại cũng bị ảnh hưởng, bây giờ linh khí của linh vực đang biến mất với tốc độ rất nhanh. Rất nhiều linh đều bị ảnh hưởng. Lúc này, Diệp Huyên nhớ đến thiên đạo. Nếu thiên đạo xảy ra vấn đề, e rằng vũ trụ ngũ duy cũng phải chịu ảnh hưởng rất lớn. Chẳng mấy chốc, linh kia đã hấp thụ hết tử khí, sau khi hấp thụ xong, rõ ràng trạng thái của nó đã tốt hơn nhiều. Nhưng vẫn còn hơi yếu. Linh ngẩng đầu nhìn về phía A Tửu, ra vẻ đáng thương. A Tửu nhìn Diệp Huyên đi tới trước mặt nó, rõ ràng Linh rất đề phòng, vội vàng lùi về sau, Diệp Huyên cười ngượng ngùng, ta là người tốt. Linh đề phòng nhìn Diệp Huyên. Diệp Huyên mở lòng bàn tay ra, rất nhiều tử khí xuất hiện trong tay hắn, hắn đưa những tử khí đó đến trước mặt Linh, khi nhìn thấy những tử khí kia. Linh lập tức sáng mắt lên, nhưng nó vẫn kiêng dè Diệp Huyên, hơi không dám đến gần. Diệp Huyên để tử khí ở trước mặt Linh, sau đó rụt tay về, Linh vội vàng nhào tới hấp thu những tử khí kia. Diệp Huyên nhìn về phía A Tửu, sư tỷ, sao lúc trước tỷ không ngăn cản đám người quan thánh làm ra chuyện không có tính người kia thế? A Tửu lạnh nhạt đáp, ta đang bế quan, đến khi ta xuất quan thì bọn họ đã chết rồi. Nói đến đây, nàng ta nhìn về phía Diệp Huyên, nghe nói bọn họ đi tìm ngươi, sau đó bị ngươi giết chết. Diệp Huyên cười ngượng ngùng, không phải ta giết. A Tửu lại nói, trên người ngươi có đại nhân quả, là một chuyện phiền phức. Diệp Huyên nghiêm túc hỏi, sư tỷ có thể nhìn thấy nhân quả trên người ta ư? A Tửu nhìn Diệp Huyên, sau đó đáp, có thể. Diệp Huyên tỏ vẻ kích động. Sư tỷ từ trên trời rơi xuống này còn mạnh hơn trong tưởng tượng của mình nữa. A Tửu chợt hỏi, vì sao Lục Duy muốn giết ngươi? Diệp Huyên trầm giọng nói, vì bọn họ muốn cướp thư phòng của ta. A Tửu hơi nhíu mày, thư phòng. Diệp Huyên gật đầu, linh vực cũng muốn cướp thư phòng của ta. A Tửu hỏi, có thể xem thử không? Diệp Huyên gật đầu, hắn mở lòng bàn tay ra. Thư phòng xuất hiện trong tay hắn.
A Tửu nhìn thư phòng trên tay Diệp Huyên, trong mắt chứa cảm xúc kỳ lạ. Diệp Huyên hỏi, sao thế? A Tửu nhẹ giọng nói, thứ này không tầm thường, phải giữ cho kỹ. Diệp Huyên trầm giọng đáp, nhưng có mấy người ở Lục Duy muốn cướp nó. A Tửu nói, giết. Diệp Huyên. Lúc này, linh kia lại hút sạch những tử khí đó. Sau đó nó nhìn về phía Diệp Huyên, trong mắt không còn sự đề phòng như trước đây nữa, ngược lại còn có ý lấy lòng. Diệp Huyên cười hì hì, sau đó lại lấy 100 luồng tử khí ra đưa cho Linh. Linh vội vàng bò đến trước mặt Diệp Huyên, sau đó bắt đầu hấp thu. Sau khi hấp thu tử khí xong, hơi thở trên người Linh ngày càng mạnh hơn. Diệp Huyên nhìn về phía A Tửu, sư tỷ, người từ Lục Duy xuống muốn nhờ tỷ giết ta lúc trước vẫn còn ở đây chứ? A Tửu nói, người ở lại đây, ta đi xem thử. Nói xong, nàng ta xoay người biến mất. Vũ trụ Lục Duy. Diệp Huyên nhìn kiếm quang ở chân trời phía xa, trong lòng hơi nghi ngờ, rốt cuộc là thế lực gì muốn có thư phòng vậy? Diệp Huyên quay đầu nhìn về phía Linh, Linh đã nuốt chửng hết tử khí, mà nó lại đang nhìn hắn, trong mắt là vẻ lấy lòng. Diệp Huyên hỏi, muốn nữa không? Linh kia gật đầu như gà con mổ thóc. Diệp Huyên nhún vai, không còn nữa. Linh kia chớp mắt, sau đó nhẹ nhàng cọ vào Diệp Huyên, ra vẻ lấy lòng. Lúc này, Tiểu Linh Nhi đột nhiên xuất hiện bên cạnh Diệp Huyên, cô bé xách Linh kia lên ném sang bên cạnh, khiến nó lăn một vòng. Tiểu Linh Nhi nhìn Linh đang ngơ ngác, lạnh lùng nói, người có vấn đề sao? Linh kia chớp mắt nhìn về phía Diệp Huyên, Tiểu Linh Nhi che đi tầm mắt của nó, muốn có tử khí à? Linh gật đầu. Tiểu Linh Nhi chợt nổi giận, người có biết mình đang hấp thụ tử khí như ăn cơm không hả? Diệp Huyên hiểu rồi. Tiểu Linh Nhi ngại Linh hấp thụ quá nhiều tử khí. Linh ngây thơ chớp mắt. Tiểu Linh Nhi chợt đi tới trước mặt nó, sau đó nói với nó, muốn có tử khí, được thôi, nhưng người phải làm việc. Nói xong, cô bé đưa Linh kia tiến vào trong tháp giới ngục. Nét mặt Diệp Huyên hơi kỳ lạ, hình như Tiểu Linh Nhi quên mất Linh này không phải người của mình rồi. Hắn không nghĩ nhiều nữa, ngồi xếp bằng xuống bắt đầu lĩnh ngộ. Kiếm niệm. Chuyện hắn muốn làm nhất bây giờ chính là lĩnh ngộ kiếm niệm, để cảnh giới kiếm đạo của mình nâng lên một bậc. Trong tinh không nào đó, một tia kiếm quang chém qua, sau đó, một cô gái xuất hiện. Người đó chính là A Tửu. A Tửu nhìn một vòng xung quanh, lúc này, một bóng đen đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng. Bóng đen kia khàn giọng nói, hành động của các hạ khiến ta rất khó xử. A Tửu nhìn bóng đen, các ngươi là ai? Bóng đen kia hỏi, rốt cuộc điều gì khiến các hạ đột nhiên đổi ý vậy? A Tửu uống một ngụm rượu, sau đó đáp tiền. Bóng đen kia hơi sửng sốt, lúc này, A Tửu phía xa chợt đâm một kiếm tới. Nhất niệm nhất kiếm. Chiêu kiếm này vô cùng nhanh, nhưng lại đâm vào không khí, không biết bóng đen kia đã lùi lại cả trăm trượng từ bao giờ. A Tửu nhìn về phía bóng đen kia, lúc này, bóng đen dần trở nên hư ảo, các hạ sẽ hối hận. Nói xong, gã ta hoàn toàn biến mất. A Tửu ngẩng đầu nhìn lên tinh không, sau đó xoay người rời đi. A Tửu rời đi khoảng một khắc, bóng đen kia lại xuất hiện lần nữa. Một giọng nói đột nhiên vang lên bên cạnh bóng đen, người hoạt động ở nơi này không thể để lộ thân phận, hiểu không? Bóng đen kia gật đầu, hiểu. Bây giờ dù là Ngũ Duy hay Lục Duy, không có thế lực nào dám đối mặt chính diện với Diệp Huyên cả. Nhưng bọn họ có thể giở trò sau lưng. Trong nhà trúc, Diệp Huyên vẫn còn ngồi lĩnh ngộ dưới đất. Mà lúc này, sắc mặt hắn chợt thay đổi, vào khoảnh khắc mở mắt ra, một lực lượng hủy thiên diệt địa chợt đánh vào nhà trúc. Oanh! Nhà trúc ầm ầm sụp đổ. Đương nhiên Diệp Huyên không chết, hắn đã lùi lại cả trăm trượng, hắn nhìn cô gái đang đứng trước mặt mình. Cô gái mặc váy đỏ, đôi môi đỏ như bôi máu tươi, trên vai vác một thanh đao, lúc này, nàng đang tò mò quan sát Diệp Huyên. Thấy cô gái, Diệp Huyên thầm run rẩy. Đây là cô gái dùng đao của Đảo Trích Tiên. Lúc này, cô gái lên tiếng, ngươi là ai?
Diệp Huyên nhìn nàng, Diệp Huyên. Cô gái nhíu mày, chưa từng nghe thấy, sao ngươi lại ở trong nhà trúc của A Tửu? Diệp Huyên vừa định trả lời thì nàng ta lại nói tiếp, mà thôi. Chuyện này cũng không quan trọng. Dứt lời, nàng ta đột nhiên vung đao lên. Xoẹt. Không gian trước mặt Diệp Huyên nứt ra, sắc mặt Diệp Huyên thay đổi, hắn vội vàng giơ kiếm lên đỡ. Trong nháy mắt, hắn đã lùi lại cả nghìn trượng, lùi thẳng đến trên mặt biển, mà mặt biển trước mặt hắn xuất hiện một khe rãnh rất sâu, nước biển tách ra hai bên, dâng lên mấy trăm trượng. Nét mặt Diệp Huyên nặng nề, cô gái này quá mạnh. Nếu để đối phương chém mình một đao, chắc chắn mình sẽ không chịu nổi. Xem ra còn phải nâng cao thân thể nữa. Trong mắt cô gái ở phía xa lộ vẻ ngạc nhiên, người vẫn chưa chết à? Diệp Huyên. Cô gái nhếch miệng cười, thêm một đao nữa. Dứt lời, nàng ta rút đao ra chém thêm phát nữa. Bụt. Một đao này khiến không gian trước mặt Diệp Huyên và cô gái sụp đổ, tựa như chém đôi cả thiên địa, vô cùng đáng sợ. Trong mắt Diệp Huyên lóe lên vẻ dữ tợn, hắn tiến lên một bước, ba loại vực đồng thời xuất hiện. Kiếm vực, tử vực và huyết vực. Trong khoảnh khắc ba loại vực xuất hiện, sắc mặt Diệp Huyên lập tức trở nên tái nhợt. Lúc này, một đao kia chém lên trên ba vực của hắn, Diệp Huyên lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Cùng lúc đó, cơ thể của hắn có một lực lượng như rời sông lấp biển, như sắp nổ tung đến nơi. Diệp Huyên không rảnh để tâm, hắn lại tiến lên một bước, cầm kiếm Thiên Chu bằng hai tay chém về phía trước. Lúc này, hắn mượn lực của ba loại vực. Vào khoảnh khắc kiếm của Diệp Huyên chém xuống, một lực lượng thoáng chốc xuất hiện từ trong ba vực của hắn, Diệp Huyên bay ra ngoài chừng mấy trăm trượng, sau khi dừng lại, thân thể của hắn lập tức nứt ra, không gian xung quanh trở nên hư ảo, sau đó bắt đầu sụp đổ. Nhưng hắn đã ngăn lại được. Cô gái ở phía xa quan sát Diệp Huyên, lại ngăn được rồi. Dứt lời, nàng tiến lên một bước, sau đó chém tới một đao. Lần này, một đao rất nhẹ nhàng, như một làn gió ấm thổi qua, không có chút dao động năng lượng nào. Diệp Huyên ở phía xa híp mắt lại, hắn biết, lần này dù là ba loại vực cũng không đỡ được nữa. Chẳng lẽ mình phải chết ở đây? Nếu mình chết ở đây, Diệp Liên phải làm sao? A Mục phải làm sao? Mấy người An Lan Tú phải làm sao? Văn Tú phải làm sao? Còn cả cô gái váy trắng nữa. Mình đã đồng ý phải đi tìm nàng rồi. Mình không thể chết. Diệp Huyên chợt hét to, dục vọng muốn được sống khiến hắn rút kiếm ra chém một cái. Một kiếm dưới muôn vàn suy nghĩ. Kiếm Thiên Chu trong tay Diệp Huyên thoáng chốc trở nên hư ảo. Lúc này, đao đã chém tới. Một kiếm một đao rất nhẹ nhàng, quan trọng là đao dừng lại, nhưng Diệp Huyên vẫn không lùi bước. Một kiếm đã chặn được đao của cô gái. Cô gái nhìn Diệp Huyên, kiếm niệm. Dứt lời, nàng ta lại muốn ra tay một lần nữa, lúc này, một cô gái đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Người đó, chính là A Tửu. A Tửu nhìn Diệp Huyên, người lĩnh ngộ kiếm niệm rồi. Diệp Huyên chớp mắt, ta không biết. Hắn cũng hơi ngạc nhiên với chiêu kiếm của mình khi nãy. A Tửu nhìn Diệp Huyên. Nét mặt trở nên kỳ lạ. Trước đó, nàng ta chắc chắn Diệp Huyên không biết kiếm niệm. Mà mình vừa rời đi được một lúc, người này đã lĩnh ngộ được rồi. Cái quái gì vậy? A Tửu cầm bình rượu lên uống một ngụm, trong lòng cảm thấy rất bất công, phải biết rằng trước đây nàng ta phải tốn rất nhiều sức lực mới lĩnh ngộ được kiếm niệm đấy. Mà người này cứ thế đã lĩnh ngộ được rồi. Quá có vấn đề. A Tửu nhìn Diệp Huyên, so tài thử không? Lúc này, nàng ta muốn đánh người. Diệp Huyên vội vàng lắc đầu, không không. Hắn cảm nhận được lòng thù địch đến từ người phụ nữ trước mắt. Lúc này, cô gái ở phía xa cất lời, A Tửu, hắn là ai? A Tửu xoay người nhìn cô gái, sư đệ. Cô gái cau mày, sư đệ, tỷ uống nhiều rượu giả quá rồi hả? Sư phụ tỷ đã chết mấy trăm năm rồi. Tỷ lấy đâu ra sư đệ? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 104.